Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Mộ Dung Nguyên Duệ vừa nói ra những lời này, vẻ mặt của tất cả chiến tướng tiên đạo đều biến sắc. Dù rằng trước khi đến đây họ đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi nghe những lời nói ra từ miệng cô thì vẫn không thể chấp nhận sự thật. chương 1122, Chủ mẫu Ma Đạo 2 Đạo Tổ, người nỡ bỏ ngàn vạn đệ tử tiên đạo sao? Đắc Kiều Công Chúa hỏi, Đạo Tổ, người quả quyết như vậy, có phải muốn rời khỏi nhân gian quay về Thái Cổ Thần Giới không? Sao chỉ cung chủ biết rõ nhất sứ mệnh thực sự của Mộ Dung Nguyên Duệ? Đúng vậy, vậy nên ta không thể quay về làm tiên đạo tổ sư nữa. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, đạo tổ, chúng ta có thể chờ người trở về. Tử thần đáp, thân là trường tử của tử vi đại đế, chủ nhân đương nhiệm của tử vi cung, địa vị của tử thần trong chúng thần trên thiên đình chỉ xếp sau cửu thiên đáng ma tổ sư. Đắc Kiều công chúa chỉ nắm giữ binh lực của tiên đạo, địa vị ở thiên giới kém xa tử thần. Không, ta nhất định phải bị tiên giới lãng quên mộ dung nguyên duệ quả quyết nói nếu muốn trở thành thái cổ thần vương thì cô ấy không thể dây dưa với nhân quả của tiên đạo bởi vì trong tương lai cô sẽ phải dẫn đầu đại quân thái cổ thần giới tuyên chiến với thiên đạo nếu còn dính líu đến nhân quả tiên đạo sẽ đem lại thiên tai cho tiên đạo thật ra thì cử thiên đãng ma tổ sư đã sớm nhìn thấy điều này ông ta biết mộ dung nguyên duệ sẽ đi vào con đường đấu với thiên đạo cho nên ngay từ đầu ông mới chấp nhận nhận lấy cờ chiêu hồn của tiên đạo đệ tử ma đạo có thể bằng mọi giá theo tôi chống lại thiên đạo, nhưng thiên đạo thì không thể, chúng thần trên thiên đình đều là thần dưới chướng thiên đạo, toàn bộ hệ thống thần linh đều do thiên đạo sáng lập ra. Nếu ai dám chống lại thiên đạo, thì ông ta có thể dễ dàng ra tay tước đoạt thần vị của người đó. Cứ như vậy, thiên đình sẽ rơi vào tình trạng chiến loạn vô tận. Hoàng hồn chư thần là một bài học rút ra từ quá khứ. Nhìn thấy tâm trí của mộ dung nguyên duệ không thể thay đổi, chiến tướng thiên đạo không còn cố gắng thuyết phục nữa mà từ từ đứng dậy. Tuy nhiên, ánh mắt họ nhìn mộ dung nguyên duệ vẫn tràn đầy sự tôn kính. Mộ dung nguyên duệ tháo mặt nạ ra để chào tạm biệt họ, đồng thời nhìn đưa tiến chúng thần tiên đạo rời khỏi quy khư trở về thiên đình. Chia tay luôn buồn đau, mộ dung nguyên duệ đã dành nửa cuộc đời để phụng sự tiên đạo, nhìn những thuộc hạ đã cùng cô vào sinh ra từ lần lượt rời bỏ cô, thần sắc lộ rõ vẻ bi ai không thể che giấu. Nhưng đây là sự lựa chọn của cô, cũng là điều vĩ đại ở cô làm khác biệt với những người bình thường. Mộ Dung Nguyên Duệ buồn bã chia tay, Chúng thần tiên đạo nào khác biệt khi phải rời xa đạo tổ đáng kính của mình. Chúng thần dần khuất tầm mắt, khúc nhạc của tiên tử thì vẫn vang bên tai. Tôi ở lại với Mộ Dung Nguyên Duệ, nhìn cô ấy cuối cùng cũng rơi xuống những giọt nước mắt, lại bị gió trên đỉnh núi thổi khô đi. Sau khi từ biệt tiên đạo, Mộ Dung Nguyên Duệ ở lại nhân gian thêm 3 ngày. Vốn dĩ cô định rời đi ngay lập tức, nhưng việc chia tay với chúng thần tiên đạo lại khiến cô ấy mất thăng bằng cảm xúc, cũng khiến cô ấy nhận ra điều đáng quý của nhân gian. Trong thời gian ba ngày này, có một lần tôi đưa cô ấy về huyện Hà Khúc thắp hương trước mộ cha mẹ tôi. Sau đó chúng tôi đến đàm Cửu Long và quay trở lại nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi vẫn nhớ ngày đó cả chín ngôi sao cùng lúc xuất hiện, trên trời xuất hiện dị tượng. Tôi còn đang lo lắng cho sự sống chết của Thùy Họa, tâm trạng cực kỳ xa sút Đúng lúc này, một chiếc thuyền từ thượng nguồn sông Hoàng Hà tiến tới. Đứng trên mũi thuyền là một cô gái mang mạng che mặt, xinh đẹp như tiên nữ. Em thường nghĩ nếu không có dây nhân duyên của cửu u nữ đế liệu chúng ta có yêu nhau sâu đậm như hôm nay không bên bờ sông mộ dung nguyên duệ vừa nói vừa nép mình trong vòng tay tôi so với dây nhân duyên của cửu u nữ đế thì anh càng tin tưởng chúng ta là nửa kia định sẵn rồi kim phong ngọc lộ nhất tương phùng tiện thắng khước nhân gian vô số sao sao gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau trần gian muôn khiếp không sách được em cũng nghĩ như vậy Mộ Dung Nguyên rời rời đi giống như khi cô ấy đưa tôi vào vực sâu của hư không vũ trụ để lĩnh ngộ, mở ra đường dẫn thời không nhờ trận pháp tiên thiên ngũ hành, địa điểm rời đi chính là đỉnh núi Bất Chu. Ngày hôm đó, trận vạn tiên luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Chúng chiến tướng ma đạo đều cẩn thận đề phòng các mối đe dọa từ thiên đạo. Khi hòa biến thành một thất thải phượng hoàng bay khắp cửu thiên, A Lê thì cầm thượng cổ cốt cung đứng ở vách núi núi Bất Chu. Tạo Uẩn tế xuất ma đao và Liễu Chi Nhung hóa thành ám hắc cự long nhìn chằm chằm vào bầu trời trong vực thẳm. Bắc Minh Tú, Lưu Phong Sương, Lâm Thanh Thủy, còn có ma đạo tổ sư là tôi, canh giữ bên cạnh Mộ Dung Nguyên Duệ, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra Thái Cổ kiếm vực. Để bảo vệ Mộ Dung Nguyên Duệ mở ra lối dẫn thời không trở về Thái Cổ thần giới, ma đạo đã huy động toàn bộ chiến lực. Nhưng cho đến khi Mộ Dung Nguyên Duệ hoàn thành trận pháp, trên bầu trời không hề có một chút sát ý nào. Cuối cùng, trận tiên thiên ngũ hành đã thành công mở ra thông đạo thời không đến thái cổ thần giới, mộ dung nguyên duệ thu hồi bốn phân thần vào lại cơ thể, chiều mến nhìn tôi nói tạ lan, em phải rời đi rồi. Chăm sóc tốt cho bản thân, anh cũng thế, chúng tôi vội vã tạm biệt, vì thời gian càng trôi qua lâu thì càng khó buông bỏ. Ngay lúc mộ dung nguyên duệ chuẩn bị bước vào trận pháp, Khương Tuyết Dương đột nhiên hét lớn, chờ một chút. Mộ dung nguyên duệ quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Khương Tuyết Dương. Khương Tuyết Dương quỳ một chân xuống trước mặt mộ dung nguyên duệ, Dùng thần niệm truyền âm, âm thanh truyền khắp quy khư Bất kể trên núi hay dưới chân núi, tất cả đệ tử ma đạo đều nghe thấy giọng nói của cô, đều hướng về phía đỉnh núi bất chu quỳ một gối xuống, nói to theo tuyết dương. "Đệ tử ma đạo, xin tiến chủ mẫu rời đi. Nhiều năm trước mộ dung nguyên duệ xin tôi một danh phận, tôi không cho. Sau này khi tôi muốn cho cô ấy thì cô ấy lại không chịu nhận. Mãi đến ngày hôm nay, qua lời của hàng trăm ngàn đệ tử ma đạo, cuối cùng tôi cũng đã bù đắp được món nợ của mình cho cô ấy." em có thể không làm tiên đạo tổ sư, nhưng không thể không làm chủ mẫu ma đạo. Được, đợi em quay về. chương 1123, Thuần Quân Phục Sinh một. Không lâu sau khi mộ dung nguyên duệ rời đi, tin tức từ hàm cốc quan truyền đến, Lữ Thuần Dương cũng ngự kiếm trở về Thái Cổ Thần Giới. Trận phong thần diễn ra lâu như vậy, cả tiên đạo, nhân đạo, ma đạo, MT cùng Hoa Hoàng cung các bên đều tổn thất nặng nề. Chư thần chết như ngả dạ, khắp tam giới đều ngập tràn sầu não không ai sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến trừ khi thiên đạo chủ động phát động chiến tranh. Tạo ẩn rời quy khư và trở về Ly Sơn, vạn lý trường thành của nhân tộc ngày nay chỉ còn mang ý nghĩa tượng trưng, khí số của nhân tộc cũng đã nằm lại cùng với cái chết của Ngạo Phong. Tuy nhiên, sau khi tạo ẩn trở lại Ly Sơn, khí số của nhân tộc chi ngay lập tức bắt đầu tái sinh. Yêu ma quỷ quái nhân trận phong thần diễn ra mà tàn phá thế giới cũng đều theo đó mà biến mất. Nguyên nhân là nhân tộc của hiện tại đã không còn yếu đuối như 3.000 năm trước, lòng dân của hàng trăm triệu người tập hợp lại, ngay cả thiên đạo cũng không dám đối đầu trực diện. Điều quan trọng nhất là nhân tộc không chịu quá nhiều thương vong trong trận phong thần. Tử thương vô số là chư thần thiên tôn, thiên binh thiên tướng. Không biết có bao nhiêu người vì chuyện này mà đã mất đi tín ngưỡng. Ngọc hoàng đại đế thân hóa hy di đồng quy với đất trời, lôi chủ đầu mẫu nguyên quân chiến tử thọ nguyên của tử vi đại đế khô cạn, một nửa tượng thần trong đạo quán cũng vì thế mà mất đi. Khi này nhân tộc mới biết cầu xin thần linh chi bằng cầu mong ở chính mình bởi vì thần linh không phải mãi mãi không chết họ cũng có ngày nằm xuống vì điều này niềm tin về sự tồn tại của nhân tộc giữa trời và đất bắt đầu mạnh mẽ hơn thiên diệt chúng sinh chúng sinh diệt thiên trên thực tế sức mạnh của toàn dân chính là mấu chốt của trận quyết chiến với thiên đạo nếu nhân tộc mất đi niềm tin thì cho dù ma đạo tổ sư hồi sinh cũng không thể đánh bại thiên đạo thực ra thì kéo thiên đạo vào vòng nhân quả chính là ngàn vạn nhân tộc sai lầm lớn nhất của thiên đạo chính là không nên xem nhân tộc như sô cầu. Bởi vì con người khác với những sinh vật khác, con người đại diện cho khả năng vô hạn. Một khi tu hành đi đến điểm cuối, đều lấy hình thái con người làm tôn, thiên đạo cũng không ngoại lệ. Nếu không phải thiên đạo thèm muốn lòng kính sợ của nhân đạo, tự ý can thiệp vào quy luật của trời đất để làm xuất hiện hàng trăm triệu nhân tộc, thì ông ta sẽ siêu thoát hơn hiện giờ nhiều. Vạn vật đều có được và mất, nước có thể đẩy thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền, vậy nên mới có việc thiên đạo bị vướng vào nhân quả thiên đạo muốn giải thoát thì diệt thế là điều tất yếu để hủy diệt thế giới trước tiên ông ta phải phá vỡ xiềng xích của vận mệnh giết chết tôi hoặc đánh bại tam giới thái cổ thần ma sát cục định sẵn cho tôi ở vực trả hồn đã thất bại nếu ông ta còn tấn công tôi lần nữa sức mạnh vận mệnh sẽ xuống tay với ông ta vì vậy trọng tâm của thiên đạo sẽ chuyển sang việc đánh bại tam giới thái cổ thần ma thiên hà ở quá xa nhân gian chiến sự ở đó không ai biết rõ. Đại quân thâm huyên ở trận chiến trước cổng thiên khiển đã tử thương rất nhiều, nếu thiên đạo muốn quyết chiến với thái cổ thần ma thì chỉ có thể điều động đội quân tinh nhuệ của mình, đại quân thái cổ tiên dân, tứ tượng thần thú cùng với vô số những kẻ mạnh phụng thiên chứng đạo ở hư không vũ trụ. Tôi vô cùng lo lắng cho Thùy Hỏa và Kiêm Hà, bởi vì những thế lực này rất mạnh mẽ, trong đó có rất nhiều sự tồn tại tương đương với cấp bậc thái cổ thần vương và thái cổ ma đế. Đại quân của thái cổ thần giới còn chưa thành hình, chỉ dựa vào quân lực của ma giới và minh giới thì tuyệt đối không thể đánh bại được đội quân tinh nhuệ của thiên đạo. Tuy nhiên, khi Kiêm Hà đưa Ngạo Phong đi, thì tôi biết rằng cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng quay trở lại thái cổ ma giới. Tương tự, đối diện trước nguy cơ, Thùy Hỏa cũng dẫn dắt đại quân tử thần quay trở lại thái cổ minh giới. Đợi đến khi đại quân của thái cổ thần giới chỉnh đốn xong xuôi, sau đó sẽ cùng nhau quyết chiến thiên hà. Với sự ra đi của mộ dung Nguyên Duệ và Lữ Thuần Dương, nhân gian trong một đêm dường như đã quay về thời kỳ mặt Pháp. Tuy nhiên, với những vết tích từ hậu quả quần ma loạn vũ của trận phong thần, nhân tộc đã không còn cấm đoán thần thông như trước, mà mạnh mẽ phổ biến các học viện tu hành và lập ra đại quân tu hành của riêng nhân tộc. Nhấn mạnh vào khoa học công nghệ cũng nhấn mạnh vào thần thông, cân bằng cả hai, trọng tâm của mọi việc là lấy nhân tộc làm nền tảng. Về những thuật pháp thần thông mà nhân tộc tu hành, tạo ẩn nhận được gợi ý từ Khương Tuyết Dương, thay vì tuân theo lời chỉ dẫn truyền miệng của đạo tàng phong thần, thì lấy ngũ hành làm chủ, đồng thời kết hợp thêm phương pháp tu hành của nhân tộc Hồng Hoang Quy Khư. Thực ra đây cũng là cách tu hành của đệ tử ma đạo tôi. Đệ tử ma đạo không tin vào bất kỳ vị thần nào, mà ma đạo tổ sư từ 3.000 năm trước đã đưa ra kết luận rằng mọi luật lệ trên thế gian đều được chứa đựng trong ngũ hành. Khí thiên thiên ngũ hành rất khó khống chế, nhưng hậu thiên ngũ hành lại có mặt ở khắp nơi trong nhân gian, tích tiểu thành đại thì vẫn có thể bùng nổ với sức chiến đấu kinh người điều đáng tiếc duy nhất chính là kiểu tu hành thì không thể chứng được đại đạo. Bởi vì đại đạo được đề ra bởi thiên đạo, mà tu hành ngũ hành hoàn toàn không nằm trong hệ thống tu hành của đạo môn. chương 1124, Thuần Quân Phục Sinh 2 Tuy nhiên, nếu như có thể tu hành thần thông ngũ hành đến cực hạn, uy lực của nó cũng không thua kém đại đạo chút nào. Bản thân tạo ẩn là một ví dụ, bản thân cô không có pháp tắc đại đạo của riêng mình, hoàn toàn dựa vào đao thiên địa giao tranh em mờ dương lưỡng đoạn mà điều khiển khí tiên thiên canh kim m cực sinh sát dương cực sinh sát tất cả tà khí sinh ra đều là sát khí canh kim lực sát phạt vô song thực ra phá quân hộ pháp thiên tôn cũng sử dụng tiên thiên canh kim làm phương pháp tấn công chủ yếu tác dụng của đạo phá quân đối với cô mà nói kém xa so với sứ mệnh mà vận mệnh phá quân giao cho cô đối với tôi cũng vậy khi mới bắt đầu tu kiếm đạo sức mạnh pháp tác của đạo thất sát trong thời gian dài đã là chỗ dựa của tôi đặc biệt khi tim ma vẫn còn đạo thất sát kết hợp với tim ma điều khiển ma kiếm cứ thế phát huy lực chiến. Tuy nhiên, sau khi tam kiếm thái cổ của tôi hợp nhất thành một, đạo thất sát về cơ bản là đã vô dụng. Đại đạo Pháp tác bắt nguồn từ sức mạnh nguyên sơ hỗn độn, khi tôi có thể cắt bỏ sức mạnh nguyên sơ hỗn độn, đại đạo sẽ trở thành gánh nặng mà tôi phải từ bỏ. Đạo thất sát đã vô dụng đối với tôi, nhưng vận mệnh thất sát lại rất quan trọng với tôi và nó ảnh hưởng đến cả cuộc đời tôi. Bởi vì dù mệnh cách có thế nào thì trong vô định cũng đều bị sức mạnh của vận mệnh điều khiển, đặc biệt là tam tinh sát phá lang, chịu sự điều khiển trực tiếp của vận mệnh. Có lần tôi từng hỏi Khương Tuyết Dương một câu, nếu đại đạo Pháp tắc là do thiên đạo sáng tạo, vậy tại sao thiên đạo lại phải tạo ra đại đạo riêng phù hợp với từng vận mệnh của tam tinh sát phá lang chứ? Tam tinh sát phá lang đều bị sức mạnh của vận mệnh điều khiển, họ đều là kẻ thù định mệnh của thiên đạo, dù thế nào thì thiên đạo cũng nên lờ đi mới đúng. Tuyết Dương cho biết sở dĩ thiên đạo làm như vậy là nhằm lợi dụng tu hành của đại đạo để cấm đoán sức mạnh vận mệnh tam tinh sát phá lang. Đáng tiếc cuối cùng ông ta cũng thất bại, bởi vì khi đó, dù là Ma đạo tổ sư, Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn và cả Tham Lang hộ pháp Thiên Tôn, đến cuối thì họ đều thoát ra khỏi hệ thống tu hành của đạo môn. Chúng tôi của ngày nay cũng vậy, Pháp Tắc Thất Sát đã bị tôi lãng quên hoặc có thể nói là bị tôi hấp thụ, Thùy Hòa cũng đã luyện hóa đạo Phá Quân, Tuyết Dương ngay từ đầu đã không bao giờ dựa vào đạo Tham Lang, thuật pháp thần thông của cô phần lớn là truyền thừa từ Phong Thần. Từ đầu đến cuối ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với chúng tôi chính là sức mạnh vận mệnh gắn liền với vận mệnh của chúng tôi. Nhân gian yên bình, quy khư cũng yên ổn, nhưng tôi không biết khoảng thời gian yên bình này sẽ kéo dài bao lâu. Tôi dồn hết tâm tư vào việc lĩnh hội kiếm đạo, trước đây có quá nhiều cuộc chiến tranh, nhiều cảm hứng vẫn chưa thể lĩnh ngộ sâu sắc. Điều tuyệt vời nhất của kiếm đạo nằm ở việc, vừa có thể từ quan sát từ góc độ vĩ mô, vừa có thể tìm hiểu dưới góc độ vi mô. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, vĩnh viễn không có điểm tận cùng lữ thuần dương có thể trong thời gian ngắn mở ra thần kiếm lĩnh vực đúc thành công tiên thiên kiếm thể bởi vì ông ta coi thanh kiếm là thứ duy nhất trong cuộc đời mình là toàn bộ của cuộc đời ông ta về phương diện này thì tôi kém xa ông ta có câu tâm thành tắc linh nếu tôi không thành tâm với kiếm cho dù có thể tạm thời dẫn đầu lữ thuần dương với thái cổ kiếm vực về sau cũng sẽ bị ông ta bỏ xa trên kiếm đạo thân là thái cổ kiếm thần thứ ông ta ở thái cổ thần giới có nhiều nhất chính là cơ duyên tôi lĩnh ngộ kiếm đạo thường hay cho thần hồn vào huyền quan, cố gắng đánh thức linh thức đang ngủ yên của thuần quân. Thuần quân không có cơ duyên trùng tụ kiếm thể của mình ở nhân gian, thần hồn cũng vào giấc ngủ sâu, chỉ còn lại một bóng hình thanh kiếm mở nhạt. Thật không may, dù tôi có gọi thế nào thì thuần quân cũng không thấy phản hồi. Cho đến một ngày, trong lúc bất chợt, tôi truyền một luồng kiếm khí hỗn độn vào bóng hình thanh kiếm của thuần quân, rồi sau đó tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy thuần quân ngay lập tức hấp thụ toàn bộ kiếm khí hỗn độn. Kiếm khí hỗn độn được sinh ra từ kiếm ý và thần niệm, kết hợp với nguồn gốc bí ẩn của kiếm. Về kiếm ý và thần niệm, đối với tôi hiện tại mà nói, gần như vô tận không hết, không khô cạn, quan trọng nhất là dù có mất đi cũng có thể hồi phục lại được. Sau khi phát hiện ra rằng thuần quân có thể hấp thụ kiếm khí hỗn độn của tôi, tôi mỗi ngày đều phóng kiếm khí hỗn độn để thuần quân hấp thụ. Sau khi thái cổ tam kiếm hợp nhất thành một, kiếm khí có thể được củng cố và tồn tại vĩnh viễn dưới sự trợ giúp của thần niệm. Tôi có một linh cảm mơ hồ rằng, Thuần Quân có thể sử dụng phương pháp này để trùng tụ kiếm thể. Thuần Quân ban đầu chỉ có thể hấp thụ tầm 10 luồng kiếm khí hỗn độn, theo thời gian, cô hấp thụ luồng kiếm khí hỗn độn ngày một nhiều. Bóng hình kiếm càng ngày càng rõ ràng, dần dần có dấu hiệu trở nên thực chất. Cho đến một ngày, Thuần Quân không còn hấp thụ thêm bất kỳ kiếm khí hỗn độn nào nữa. Lúc này, cô ấy đã ngưng tụ một kiếm kiếm hoàn chỉnh, độ sắc bén của nó tốt hơn nhiều so với trước đây, thậm chí còn vượt qua cả côn lôn tuyết trong tay tôi. Bởi vì dù côn lôn tuyết có mạnh đến đâu thì cũng vẫn là vật chết, còn thuần quân là kiếm linh. Cờ chiêu hồn dung chuyển ẩm ý, truyền ra một thanh âm xa xa vang vọng, đệ tử ma đạo, thuần quân trở lại. chương 1125, Lai lịch của đạo tổ 1. Kiếm thể hỗn độn bản nguyên của thuần quân đã cho tôi một bất ngờ đến bất ngờ khác, đợi sau khi linh thức cô ấy được thức tỉnh, tôi sẽ thả cô ấy ra ngoài. Lần này, thuần quân đã không còn là cô bé 8-9-10 tuổi nữa, mà đã trở thành một cô gái trẻ trung xinh đẹp lạnh lùng sắc bén, tựa như thủy họa ngày xưa. Thuần quân vừa xuất hiện, toàn thân tỏa ra hơi thở căn nguyên của kiếm, ánh mắt sắc lạnh, khiến người khác phải kính sợ. Nguy hiểm hiện giờ không nằm ở nhân gian, mà rình dập ngoài ngân hà. Nhất là bây giờ mộ dung nguyên duệ đã quay về thái cổ thần giới càng khiến tôi lo lắng hơn, vì trong bụng cô ấy đang mang thai đôi long phượng của chúng tôi. Lữ thuần dương là một đối thủ đáng gờm, sở hữu thiên phú tu luyện kiếm đạo vô địch thiên hạ, tôi lo mộ dung nguyên duệ sẽ không cạnh tranh lại ông ta tuy nhiên ngân hà ngăn cách với nhân gian thái cổ thần giới xa xôi khó tìm dù ma đạo tôi còn có thái cổ nguyệt thần và thái cổ nguyệt thần nhưng cho dù có là a lê hay phong chủ cũng không có sức mạnh vượt qua ngân hà lúc đầu tôi muốn để a lê hay phong chủ đi cùng mộ dung nguyên duệ nhưng cô ấy kiên quyết từ chối bởi vì thái cổ thần giới quá xa xôi khả năng vận chuyển của trận tiên thiên ngũ hành cũng hạn chế chỉ đủ sức đưa một người đi lúc biết tôi vô cùng lo lắng cho an toàn của mộ dung nguyên duệ thuần quân cùng a lê và phong chủ bàn bạc với nhau rồi ba người đến gặp tôi đạo tổ tôi có thể đi thái cổ thần giới thuần quân nói ngân hà ngăn cách vũ trụ hư không và nhân gian làm sao cô đến đó được tôi hỏi đạo tổ tôi và a lê cùng nhau xuất chiêu kết hợp với hai nguồn sức mạnh gió và trăng có thể giúp thuần quân vượt qua ngân hà phong chủ nói ngân hà nguy hiểm trùng trùng ngăn cấm chúng sinh bén mãn lại gần liệu thuần quân có an toàn vượt qua ngân hà không không cần lo lắng Bây giờ tôi đã có kiếm thể hỗn độn bản nguyên, kiên cố cứng cáp vững chắc, nếu như Lữ Thuần Dương có thể xuyên qua ngân hà thì tôi có lòng tin mình cũng làm được điều đó." Thuần Quân nói, "Tuyết Dương, em cảm thấy cách này có ổn không?" Tôi quay sang Tuyết Dương hỏi. "Em cảm thấy có thể thử một chút, chủ mẫu một thân một mình ở thần giới, còn đang mang thai, không thể để xảy ra chuyện sơ suất được. Nếu như Thuần Quân có thể an toàn đến Thái Cổ thần giới, nhất định sẽ giúp đỡ rất nhiều cho chủ mẫu." Khương Tuyết Dương nói tôi không có gì lo ngại về sức mạnh chiến đấu của thuần quân, xem từ uy lực của kiếm khí, thì thuần quân có lẽ đã đứng ngang hàng với tạo ẩn. Đao cuối cùng trong bộ thiên địa giao trinh M dương lưỡng đoạn quyết của tạo ẩn đủ sức chém thái cổ thần ma, thuần quân cũng làm được điều tuyệt vời đó. Thuần quân sau khi sống lại, có thể triệu hồi kiếm hải hỗn độn. Nhưng mà vì cô ấy là kiếm linh, không thể chủ động tu hành kiếm đạo, không thể sáng tạo ra kiếm vực thái cổ. Nhưng cho dù là thế, Thuần Quân cũng đã là một trong những vũ khí giết người đẳng cấp của Ma đạo tôi. Có Thuần Quân bên cạnh trợ giúp thì khó khăn mà Mộ Dung Nguyên Duệ phải gánh sẽ được thuyên giảm đi phần nào. Quan trọng hơn, nếu như Lữ Thuần Dương sử dụng thần kiếm truy sát Mộ Dung thì Thuần Quân có thể dựa vào kiếm hải hỗn độn để hóa giải được phần nào nguy hiểm. Đây quả thật là bùa hộ thân mạnh nhất của Mộ Dung Nguyên Duệ. Thuần Quân, xuyên qua ngân hà sẽ đụng độ với hàng loạt nguy hiểm, mà đợi khi cô đến Thái Cổ thần kiếm, vẫn còn vô số nguy hiểm đang chờ cô ở phía trước. Cho dù là vậy, cô vẫn tự nguyện đến giúp mộ dung nguyên duệ phải không? Tôi nhìn thẳng vào gương mặt non nớt của Thuần Quân hỏi. Vâng ạ, à, Thuần Quân nguyện không tiếc mọi giá bảo vệ chủ mẫu an toàn. huồng chi, mạng của Thuần Quân vốn do đạo tổ ban cho. Mạng của cô thuộc về riêng cô, so với những gì mà các cô đã làm cho ma đạo thì ma đạo tổ sư là tôi đây quả thật nợ các cô quá nhiều rồi. Nhớ những đệ tử đã hy sinh vì ma đạo, tôi lại cảm thấy đau lòng tự trách. Tạ Lan Ma đạo không chỉ là ma đạo của một mình anh là ma đạo của tất cả mọi người thiên đường có lối thì ma đạo quyết không đi thân làm đệ tử ma đạo nguyện chết không hối hận khương tuyết dương nói chuyến hành trình xuyên quan ngân hà của thuần quân xuất phát từ đỉnh núi bất chu sau khi ngưng tụ thần cách thái cổ phong chủ và a lê đã có thể nhờ ấn ký thần cách xác định vị trí của thái cổ thần giới nhưng mà vì gặp phải sự cản trở của ngân hà nên họ không thể đến đó được kiếm tiên lữ thuần dương quay về được đều nhờ vào kiếm thể tiên thiên và bản lĩnh đoán trước huyền cơ của tạ Lưu Vân. Bây giờ đã nửa đêm, bầu trời lấp lánh ánh trăng sáng. Thuần quân biến lại thành thân kiếm, dưới ánh trăng sáng huyền ảo, trắng ngọc nõn nà, tỏa ra vầng hào quang rực rỡ. Phong chủ nắm chặt đuôi kiếm, mũi kiếm xoay chuyển bốn hướng, triệu hồi áo nghĩa của bốn loại gió. Gió đông nổi lên, gió nam thiêu cháy, gió tây thổi mạnh, gió bắc rét lạnh. Phụng mệnh lệnh của ta, mở ra lĩnh vực bạo phong theo tiếng gọi của phong chủ, gió từ khắp nơi đều ùa về tụ hội ở đỉnh núi Bất Chu. Phong chủ đứng giữa lĩnh vực bạo phong, dùng thần lực bao bọc lấy thần kiếm thuần quân, điên cuồng hấp thụ sức mạnh của lĩnh vực bạo phong. Nhờ sự hỗ trợ từ sức mạnh lĩnh vực bạo phong, kiếm thuần quân lóe sáng, phát ra những âm thanh chói tai, sát khí càng thêm nồng đậm. Đợi khi thuần quân hấp thu hết sức mạnh của lĩnh vực, đến tôi cũng phải nheo mắt tỉ mỉ quan sát mũi kiếm của cô ấy. Không còn bàn cãi nữa, kiếm này đã trở nên vô cùng sắc bén chương 1126, lai lịch của đạo tổ 2. A Lê nhận kiếm thuần quân từ tay phong chủ, đặt lên cây cung thượng cổ cốt. Sắc mặt nghiêm nghị, mắt hướng về hư không xa xôi. Dường như cô bé có thể nhìn xuyên qua ngân hà, tiến thẳng đến chỗ thái cổ thần giới. Dây cung kéo căng lên, ánh trăng trên bầu trời tản ra, tập trung hết trên người A Lê. Làm cô bé càng trở nên thần thánh uy nghiêm. A Lê khởi động sức mạnh lĩnh vực ánh trăng, dồn hết toàn bộ ánh sáng lên thân kiếm thuần quân. Trên kiếm thể thuần quân, gió thổi vi vu hòa quyện cùng ánh sáng rực rỡ. Cho dù kiếm khí của tôi có lợi hại đến đâu, cũng không thể giúp Côn Lôn Tuyết có được độ sắc bén thần kỳ như vậy. Bởi vì Côn Lôn Tuyết trung quy vẫn là vật chết, mà Thuần Quân lại là linh thể, cô ấy có thể hấp thụ cùng lúc hai thần tính, sau đó chuyển hóa thành năng lượng cho mình sử dụng. Cung của A Lê sáng rực như vầng trăng tròn, đợi khi sức mạnh ánh trăng cuối cùng được Thuần Quân hấp thụ xong, A Lê mới hít một hơi, rồi hét lớn, "Thần Phong Vạn Lý tiến trường kiến!" hạo nguyệt vi ban phó tinh hà. Nói xong, dây cung căng lên, cả ngọn núi bất chu đều rung lắc dữ dội. Kiếm thuần quân sáng rực chiếu dọi không gian xung quanh, trực tiếp bay thẳng lên bầu trời. Tốc độ nhanh như chớp, vượt xa tầm mắt của con người, đến thần minh cũng không bắt kịp. Nhân đạo, hàm cốc quan, đạo đức thiên tôn nhìn về ánh sáng vừa vụt tắt trên nền trời, nhẹ nhàng thở dài một câu. Tạ Lưu Vân, kiếm vừa rồi con đã thấy rồi chứ? Đạo đức thiên tôn hỏi kiếm thuần quân xuất phát từ quy khư, có năng lực xuyên qua ngân hà. Tạ Lưu Vân nói, có thể suy đoán được đích đến của kiếm không? Đạo Đức Thiên Tôn lại hỏi, để con thử xem, nói xong, Tạ Lưu Vân bắt đầu thi triển kiếm lục nhậm M Dương để suy đoán huyền cơ. Qua hồi lâu, Tạ Lưu Vân thu kiếm về, đạo tổ, điểm đến cuối cùng của kiếm là thái cổ thần giới. Tạ Lưu Vân nói, có bao nhiêu cơ hội có thể thành công đến được thái cổ thần giới? Đạo Đức Thiên Tôn hỏi, 5 phần, 5 phần này đối với người của ma đạo đã quá nhiều rồi. Ta đã đem tương lai của nhân đạo toàn bộ phó thác lên một mình thuần dương, vốn tưởng rằng lần này nó quay về thái cổ thần giới có thể thuận lợi trở thành thái cổ thần vương, thật không ngờ ma đạo còn có chiêu này. Đạo Đức Thiên Tôn nói, đạo tổ, ngay khi thuần quân thành công đến được thái cổ thần giới, có cô ấy bên cạnh trợ giúp, thuần dương sư huynh sẽ không đấu lại mộ dung. Tạ Lưu Vân lo lắng nói ở nhân đạo không có ai đủ sức vượt qua ngân hà để bay đến chỗ thái cổ thần giới chúng ta không giúp được thuần dương nhưng mà có lẽ không cần quá lo lắng đâu nếu như ta đoán không nhầm chắc chắc sẽ có người ra tay thay chúng ta đó vùng đất cửu u thần điện u minh ánh kiếm rực rỡ của thuần quân cũng đã bị nữ đế phát hiện ra nữ đế bệ hạ kiếm thuần quân có thể vượt qua ngân hà để bay đến chỗ thái cổ thần giới sao mạnh bà thiên tôn hỏi có thể theo suy đoán của ta, cùng lắm chỉ có 5 phần cơ hội thành công thôi. Cuộc chiến tranh giành thái cổ thần vương rất quan trọng với Thiên Đạo, cũng rất cần thiết với vận mệnh. Mà đạo tổ sư Tạ Lan là đứa con của vận mệnh, có sự trợ giúp âm thầm của sức mạnh vận mệnh, việc tuần quân xuyên qua ngân hà tất nhiên sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Nói như vậy, mộ dung nguyên duệ nhất đính sẽ thuận lợi đăng cơ thành thái cổ thần vương và thống nhất thái cổ thần giới sao? Chưa chắc đâu, bởi vì có người chắc chắn sẽ ra tay can thiệp. Ai cơ, mạnh bà thiên tôn hỏi, nữ oa, thái cổ thần giới xa xôi mịt mù, cho dù nữ oa muốn can thiệp, e rằng không thể đến kịp trong thời gian ngắn như vậy được. Mạnh bà thiên tôn hỏi, bổn tôn của bà ta thì không thể rồi, cần phải hiến tế thanh kiếm la hầu là được rồi. Nữ đế bệ hạ, kiếm la hầu có huyền cơ đặc biệt gì sao? Tại trận chiến ở vực trả hồn lần trước, ta đã nhìn ra vấn đề rồi, la hầu không chỉ là thánh kiếm của yêu tộc. Lẽ nào la hầu cũng là kiếm linh? mạnh bà thiên tôn kinh ngạc thốt lên không la hầu là kiếm ma kiếm ma và kiếm linh không thể đứng dưới một bầu trời cả hai bắt buộc phải có một trận quyết chiến đạo đức thiên tôn có thể đoán ra được chuyện này thì nữ đế cũng nhìn thấu được vấn đề có cần thông báo tin tức này cho ma đạo không ạ mạnh bà thiên tôn hỏi không cần đâu nói với họ cũng vô dụng thôi ngược lại còn phá hỏng tâm cảnh của tạ lan làm lỡ chuyện tu luyện của cậu ấy sau khi thuần quân rời đi tôi lại tập trung vào chuyện tu luyện kiếm đạo chúng tôi không thể cảm nhận được cuộc chiến bên ngoài ngân hà liệu thuần quân có thành công vượt qua ngân hà để bay đến chỗ thái cổ thần giới hay không chúng tôi cũng không biết được kết quả chính xác là gì những việc tôi có thể làm bây giờ là nâng cao trình độ kiếm thuật của mình kiếm chính là vũ khí sát thương mạnh nhất tính chất của kiếm đã vô cùng tàn nhẫn rồi men theo trình độ kiếm thuật ngày càng được cải thiện của tôi tôi phát hiện tâm cảnh của mình cũng có thay đổi rõ rệt con người tôi càng lúc càng trở nên lạnh lùng cảm xúc cũng ngày một bình thản hơn dần dần tôi bắt đầu cảm thấy những chuyện xung quanh chẳng đáng để quan tâm nữa tôi không còn cùng tuyết dương đến đỉnh núi bất chu hóng gió cũng không tiếp tục ngựa kiếm đi tuần tra quy khư tôi không còn quan tâm đến tình cảm cũng không nhìn lên bầu trời sao trông ngóng thủy hỏa kiêm hà và mộ dung rõ ràng tôi có tim thất khiếu linh lung nhưng cả người còn trở nên lạnh lẽo hơn lúc không có trái tim nhiều bản thân tôi cũng hiểu mình đã xảy ra vấn đề lớn rồi nhưng tôi không muốn đối diện với vấn đề này chỉ xem đây là cái giá tất yếu phải trả khi tu luyện kiếm đạo khương tuyết dương lo lắng cho tôi tôi biết cô ấy có lời muốn nói với tôi muốn bầu bạn bên tôi nhưng tôi lại không chịu cho cô ấy cơ hội mãi đến một ngày khương tuyết dương nhờ nữ đế đến quy khư gặp tôi khi gặp nhau nữ đế liếc một cái đã nhìn ra vấn đề của tôi nhưng cô ấy cũng chẳng hề ngăn cản mà mời tôi cùng cô ấy đi đến nhân gian một chuyến tôi thẳng thừng từ chối bởi vì tôi chỉ muốn bế quan lĩnh ngộ kiếm không còn hứng thú với bất cứ thứ gì khác trên đời. Bị tôi từ chối, nữ đế cũng không lấy làm lạ, chỉ mỉm cười nói, tạ lan, tôi muốn dẫn cậu đế truy tìm dấu vết mà ma đạo tổ sư ngày trước lưu lại, bao gồm cả xuất thân lai lịch của ông ấy. Đạo tổ không có tên tuổi, một người không có tên tuổi, thì làm sao cô biết ông ấy sinh ra ở đâu? Tôi lạnh lùng hỏi, việc này cậu không cần quan tâm, chỉ cần cậu chịu đi cùng tôi đến nhân gian, tôi sẽ đem chuyện của ông ấy nói hết cho cậu nghe. Được, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi cứ ngỡ mình đã không còn quan tâm đến thứ khác, một lòng chỉ có kiếm đạo. Nhưng khi nữ đế lấy bí mật thân thế của Ma đạo tổ sư ra làm mồi nhử, tôi vẫn đồng ý đi cùng cô ấy. Chương 1127, sức mạnh vận mệnh một. Chúng sinh bình đẳng, không phân biệt giống loài, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, không có ai tò mò về thân thế của Ma đạo tổ sư bóng lưng của người bước chân vào hư không vô định trong quan tài chấn hồn kia, đã trở thành mục tiêu theo đuổi của cả đời tôi. Người đàn ông tài ba kiệt xuất nhất tam giới, người đàn ông khiến thiên đạo cũng phải rẻ chừng. Cho dù sau này tôi biết tôi và ông ấy có cùng một cái mạng, cũng trở thành cùng một loại người, vẫn không ngăn được sự tò mò và sùng bái đối với ông ấy. Có một số người, xứng đáng để mình dùng cả đời để ngưỡng mộ lúc biết tôi muốn cùng nữ đế đi tìm kiếm những dấu vết còn sót lại của ma đạo tổ sư gương mặt của khương tuyết dương bỗng nhiên lộ ra vẻ háo hức tò mò hiếm thấy cô ấy có ký ức của tham lang hộ pháp thiên tôn cũng muốn biết thêm nhiều chuyện liên quan đến ma đạo tổ sư muốn tìm hiểu nguyên nhân khiến tham lang thiên tôn lại ngưỡng mộ ông ấy như vậy đến mức yêu cũng không dám bày tỏ thế nhưng dù thắc mắc trong lòng cô ấy có nhiều đến mấy cũng vẫn từ chối lời mời của nữ đế không đi cùng chúng tôi bởi vì quy khư có thể không có tôi không có thủy hỏa, nhưng tuyệt nhiên không thể thiếu Khương Tuyết Dương, giống như đảo Kim Ngao 3.000 năm trước không thể thiếu tham lang hộ Pháp Thiên Tôn. Ông ấy là người như thế nào? Lúc đưa tiến, Khương Tuyết Dương cất lời hỏi nữ đế. Cô chỉ có thể nói với cô, cho dù tham lang hộ Pháp Thiên Tôn sống thêm một đời nữa, cũng sẽ không bày tỏ nỗi lòng giấu kín với ông ấy đâu. Nữ đế mỉm cười nói, tại sao? Bởi vì tham lang rất thông minh, cô ấy biết ngay khi cô ấy động phòng phàm với ma đạo tổ sư, sẽ không thể làm tướng bày mưu tính kế cho ma đạo nữa cũng như cô đó bị nữ đế nói chúng tim đen gò má khương tuyết dương đỏ ửng vội quay lưng tránh né tuy rằng tôi sớm biết khương tuyết dương vẫn luôn lấy số mệnh cô quả làm cái cớ, nhưng cũng hiểu rõ lý do thực sự của cô ấy tình yêu sẽ khiến con người ta mất đi lý trí khiến người ta cuồng si và mê muội năm đó ma đạo tổ sư tử trận ở vực trà hồn phá quân hộ pháp thiên tôn đã vì ông ấy sách đao xuống mt đây mới là tiền đề dẫn đến sự thất bại thảm hại của ma đạo giả sử phá quân hộ pháp thiên tôn có thể bình tĩnh tự mình kiềm chế bản thân như tham lang hộ pháp thiên tôn thì cuộc chiến phong thần không biết sẽ kéo dài đến bao năm mới kết thúc nữa với lại kết cục cuối cùng cũng chưa chắc là ma đạo thua thảm bại tất cả đều do mệnh cách gây ra mệnh cách phá quân dám yêu dám hận có thể vì tình yêu bất chấp mọi thứ mà mệnh cách tham lang thông minh xảo trá tính kế hết mọi thứ cuối cùng đến cả tình cảm của mình cũng đánh lừa thật ra cô không cần làm vậy, cô không phải tham lang trước kia, và tạ lan cũng không phải ông ấy năm xưa đâu. Nữ đế nói, tham lang năm đó vì ngưỡng mộ, mới nảy sinh tình cảm với ma đạo tổ sư. Khương Tuyết Dương từng là sư phụ tôi, cô ấy chưa từng ngưỡng mộ tôi, tình cảm cô ấy dành cho tôi đều là quý trọng như chân bảo. Bị nữ đế đoán chúng tâm sự giấu kín trong lòng, Khương Tuyết Dương im lặng hồi lâu, rồi nói, tuy rằng động cơ không giống nhau, nhưng kết quả cuối cùng vẫn như vậy thôi, tha thứ cho tôi không thể dốc lòng với cả hai được. Đây chính là thái độ tình cảm của Tuyết Dương, nhìn có vẻ quyết đoán, nhưng càng khiến lòng tôi cảm thấy nặng nề hơn. Bởi vì cô ấy yêu ma đạo, cũng như yêu tôi. May thay, cô ấy thấu hiểu tấm lòng của tôi, và tôi cũng tôn trọng quyết định của cô ấy. Rời khỏi quy khư, tôi về nữ đế lướt trên mặt biển bay về phương xa. Gió biển thổi vi vu khiến tinh thần sảng khoái thoải mái, cũng đã đánh thức tình cảm đã bị chôn vùi do tu luyện kiếm đạo. Kiếm tuy vĩ đại, nhưng thứ tuyệt vời nhất trên thế gian này vẫn là tình cảm. Cả đời Lữ Thuần Dương đều trầm mê việc tu luyện kiếm, dĩ nhiên là do ông ta sinh ra vì kiếm, mà nguyên nhân chủ yếu cũng do cả đời ông ta không tìm thấy người xứng đáng để yêu. Thiên đạo vô tình, chúng sinh có tình, lỡ như mọi người đều lạnh lẽo như kiếm thì thế gian này có gì xứng để lưu luyến không nguôi nữa đây. Chúng tôi sợ hãi cái chết, không phải do cái chết nó đáng sợ, mà do cái chết sẽ chặt đứt hết mọi tình cảm của chúng tôi giả sử cuộc đời của bạn đã định sẵn là cô độc mục đích sống chỉ để sống tiếp vậy thì sống càng lâu sẽ càng mệt mỏi và thống khổ sống đến cuối cùng chỉ còn lại cầu mong tử thần ban cho mình cái chết để giải thoát khỏi thống khổ có tình cảm cũng sẽ có điều mong nhớ tôi hỏi thăm nữ đế chuyện của mộ dung nguyên duệ xem ra cậu đã biết nút thắt màu đỏ kia có nghĩa là gì rồi nữ đế cười nói cảm ơn nữ đế không cần cảm ơn ta mối nhân duyên giữa cậu và cô ấy sớm đã vượt qua sự khống chế của cô chỉ là cô không ngờ màn hoang đường đó lại tạo ra kết quả chân thật đến vậy. Nữ đế bệ hạ, cuộc chiến tranh giành ngôi vị giữa Mộ Dung Nguyên Duệ và Lữ Thuần Dương thế nào rồi? Tôi hỏi, chưa rõ thắng thua ra sao, không thể suy đoán được. Nữ đế nói, Thuần Quân đã đi đến Thái Cổ thần giới, có cô ấy ở bên cạnh giúp đỡ, lẽ nào vẫn không thể xác định được kết quả chung cuộc hay sao? Cô tất nhiên biết Thuần Quân này đã trở nên vô cùng lợi hại, nhưng chỉ dựa vào cô ấy vẫn chưa đủ sức xử lý cuộc chiến Thái Cổ thần giới. Ngược lại, chuyến đi lần này thuần quân lành ít giữ nhiều. chương 1128, Sức mạnh vận mệnh 2 Cái gì, tôi kinh ngạc thốt lên. Kiếm la hầu của nữ oa là kiếm ma, trước khi ta đến quy khư, đã tính được kiếm la hầu sẽ đến thái cổ thần giới. Thuần quân là kiếm linh, la hầu là kiếm ma, hai bên gặp nhau, chỉ có một bên được sống sót. Nếu thuần quân giành chiến thắng, mộ dung nguyên Duệ có thể ngồi vững trên ngôi vị thái cổ thần vương, nếu như la hầu thắng thì... La Hầu thắng thì sao? La Hầu thắng thì, thuần quân sẽ chết, mộ dung nguyên Duệ cũng sẽ chết. Nói đến đây, nữ đế dùng ánh mắt thương xót nhìn tôi. Chúng ta có thể làm gì bây giờ không? Tôi sốt ruột nói, thật ra, chúng ta đã đang làm rồi đây. Giải đáp bí ẩn thân thế của ma đạo tổ sư, Ngân Hà sẽ không thể ngăn cấm hành tung của cậu nữa, đến lúc đó cậu có thể trực tiếp bay thẳng đến thái cổ thần giới rồi. Bây giờ cô chỉ hy vọng, ngày đó sẽ không quá trễ. Cửu U nữ đế nói, tôi và ma đạo tổ sư dù có chung một cái mạng nhưng cả hai lại có quỹ đạo vận mệnh hoàn toàn khác nhau sức mạnh của vận mệnh cũng phân làm hai loại một phần ở trên người tôi một phần rơi giải rác trong quỹ đạo vận mệnh của ma đạo tổ sư chỉ khi tôi tìm lại hết toàn bộ sức mạnh của đứa con vận mệnh mới có thể vượt qua ngân hà thoát khỏi bàn tay kiểm soát của thiên đạo chúng ta cần bắt đầu điều tra quỹ đạo vận mệnh của ma đạo tổ sư từ đâu đây chưa cần lo mấy cái này trước khi điều tra bí ẩn thân thế của ông ấy ta phải kể đoạn lịch sử mà đạo tàng cố tình lãng quên. Nữ đế nói, muốn hiểu lai lịch xuất thân của ma đạo tổ sư, trước hết phải bắt đầu nói từ sáng lập ma đạo, và tam đạo dáng xuống nhập thế. Ma đạo tổ sư sinh ra lúc đen tối nhất của thời đại hỗn loạn, thuộc giai đoạn cuối của hồng hoang. Lúc ấy nhân tộc tuy đã chiếm lĩnh được lãnh địa Trung Nguyên, nhưng vẫn phải ngày đêm đối mặt với mối nguy ma thú lăm le từ bên ngoài. Tại những khu vực xa xôi, vùng đất hoang vu, vẫn diễn ra cuộc chiến tranh giành quyền lực, cá lớn nuốt cá bé nhân tộc cũng thường xuyên hứng chịu các đợt tấn công xâm lược của bầy thú hoang, tan nhà nát cửa, ruộng đồng hoang phế, trở thành miếng ngồi ngon cho đám ma thú. Bên ngoài thì bị kẻ địch mạnh bao vây lăm le xâm chiếm, nội bộ lục đục vì lễ pháp không chu toàn, thiện ác bất phân, người quỷ đấu đá liên miên. Tuy rằng cũng có vô sư hiền nhân tiến hành thiết lập duy trì và quản lý xã hội nhân tộc, nhưng do hình tình phức tạp của nhân tộc lúc bấy giờ, cùng với sự suy tàn của vô sư, nên căn bản không thể nhận được sự tín nhiệm của toàn bộ nhân tộc, đa số nhân tộc vẫn tuân theo bản năng sinh tồn và dục vọng cá lớn nuốt cá bé. Ngoài những xung đột nội bộ trong tộc, giữa các bộ lạc nhân tộc cũng thường xuyên nổ ra chiến tranh quy mô lớn. Vùng đất Cửu Châu, chìm trong hỗn loạn, tình hình này đã kéo dài đến tận khi nhân đạo được sáng lập ra, mới bắt đầu có chuyển biến tốt. Giai đoạn cuối của thời kỳ hỗn loạn, trời giáng tam đạo xuống nhập thế. Đầu tiên là tiên đạo tôn ti cao thấp, sau khi tiên đạo nhập thế bèn lấy danh nghĩa phụng theo lệnh trời đi truyền bá giáo lý cho người đời, Thi hành pháp trị cường quyền, phân chúng sinh trong thiên hạ làm nhiều loại khác nhau. Đế vương tự xưng tuân theo lệnh trời, đại diện cho trời quản lý dân chúng, quyết định thị phi trắng đen. Trời giáng tam đạo bề ngoài là vì giáo dục chúng sinh vì tạo phúc cho chúng sinh, thật chất cũng là vì thiết lập nên lý tưởng thiên đạo, hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng. Nếu như không phải thiên đạo dành trước nhập thế, chúng sinh sẽ không biết thiên đạo là vật gì. Thiên đạo nhập thế đã chấm dứt chiến tranh kéo dài triền miên trong nội bộ nhân tộc đồng thời cũng giúp thiên đạo trở thành thứ được chúng sinh tôn sùng và kính sợ nhất. Nhưng mà, chỉ dựa vào giáo lý thiên đạo vẫn chưa đủ sức giải quyết triệt để mâu thuẫn nội bộ trong nhân tộc. Nên chuyên chế độc tài, dễ dẫn đến sự phản kháng quyết liệt từ phe yếu thế. Lúc đế vương phụng mệnh trời bị lập đổ, lòng dân bắt đầu muốn khiêu chiến với danh dự của thiên đạo. Lúc này nhân đạo bắt đầu nhập thế, đề ra lý tưởng vô vi mà trị, đặt việc thấu hiểu lòng dân lên hàng đầu, ban phát quyền lực cho dân. Ngọc Hoàng Đại Đế đề xuất ra thống trị chuyên quyền, đạo đức thiên tôn lại tôn sùng tu luyện của một cá nhân riêng lẻ, cho rằng lễ pháp hoàn hảo nhất có liên quan mật thiết với đạo đức, so với chèn ép cường quyền càng chiếm được lòng dân hơn. Lúc tiên đạo trị vì thiên hạ, thiên đạo đại diện cho uy nghiêm và cường quyền. Mà lúc giáo lý nhân đạo lan truyền rộng rãi khắp thiên hạ, thiên đạo lại bị gán cho một thân phận mới, tiếp quản thiện ác luân hồi. Có câu người đang làm thì trời đang nhìn, thiện ác ắt có báo ứng, vòng tuần hoàn của thiên đạo, sinh ra từ giáo lý nhân đạo tiên đạo và nhân đạo một cứng một mềm luân phiên chấp hành giáo lý trong nội bộ nhân tộc vừa phát triển giáo lý mỗi đạo còn giúp lý tưởng thiên đạo đi sâu vào lòng người nghe nữ đế nói đến đây tôi hỏi nếu như thiên đạo chỉ cần hai đạo nhân tiên đã hoàn thành việc truyền giáo cho chúng sinh thì thiên đạo cần gì để ma đạo nhập thế bởi vì nhân gian không chỉ có nhân tộc còn có lục đạo khác nữa nữ đế nói chúng sinh trong lục đạo hạn chế và duy trì thế cân bằng của các bên phe thu được nhiều lợi ích từ giáo lý nhân tiên là nhân tộc, đã phá hoại cán cân của lục đạo nhân hồi, tất cả năng lượng sống đều chảy hết về nhân đạo. Nếu như cứ để mặc cho nhân tộc phát triển hưng thịnh, thì chẳng cần mất thời gian quá lâu nhân tộc sẽ vượt qua giới hạn mà trời đất tự nhiên có thể chịu đựng được. Chủ yếu do lòng tham vô đáy của con người, vĩnh viễn là cái bụng không biết no. Thiên đạo tất nhiên không muốn nhìn thấy thế giới nhân gian cứ thế sụp đổ, mới để ma đạo xuất thế. Muốn dùng ma đạo tăng cao khí số của các lục đạo khác, cũng như áp chế khí số nhân tộc. Đây là suy nghĩ lúc đầu của Thiên Đạo, ý định không xấu, cũng đúng là vì lo nghĩ cho sự tồn vong của chúng sinh ở nhân gian. Thế nhưng khi hắn chứng kiến sự phát triển không ngừng của Ma Đạo, còn vươn lên với tốc độ chóng mặt, Thiên Đạo bèn có suy nghĩ khác. Đó là muốn khởi động cuộc chiến ván cờ sao? Tôi hỏi, không sai, từ lúc Thiên Đạo phát hiện ra sức mạnh vận mệnh trên người Ma Đạo sát phá lang, liền mượn cuộc chiến Tam Đạo suy đoán huyền cơ. Nếu như thành công, hắn ta sẽ giải thoát bản thân khỏi xiềng xích vận mệnh từ đó vượt qua nhân quả báo ứng, trở thành chủ nhân tối cao của vũ trụ, sự sống còn của tất cả sinh linh đều do hắn ta một tay định đoạt. Mà hắn ta cũng sẽ có được sinh mệnh vĩnh hằng, cùng sự tự do mãi mãi. chương 1129, quê hương đạo tổ 2 Lúc rời khỏi Đông Hải, nữ đế dẫn tôi bày về phía Tây. Bây giờ tình hình ở nhân gian đã ổn định, bách tính an cư lạc nghiệp, nhân tộc đã bắt đầu khôi phục lại dáng vẻ sầm uất trước đây. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi vô cùng phấn khởi, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng về trận chiến thiên đạo sắp nổ ra. Một khi cuộc chiến tiêu diệt trời thất bại, thì mọi nỗ lực của tam giới, đạo môn và cả nhân gian sẽ biến thành công cốc. Thậm chí toàn bộ nhân gian sẽ có nguy cơ bị thiên đạo ruồng bỏ, sau khi thoát khỏi trói buộc của vận mệnh, thiên đạo sẽ không cần nhờ cậy nhân gian để có chỗ đứng vững chắc nữa, bởi vì vũ trụ to lớn đã thuộc về hắn ta rồi đạo tàng không có bất cứ ghi chép gì về tên riêng của ma đạo tổ sư càng không nhắc một chữ tới nơi sinh ra ông ấy không phải do đạo tàng cố ý che giấu mà là thật sự không ai hay biết cả thậm chí đến cả hai người ông ấy tin tưởng nhất là tham lang và phá quân hộ pháp thiên tôn cũng không biết chút thông tin gì về thân thế của ma đạo tổ sư nữ đế bệ hạ đạo tổ vì sao muốn che giấu lai lịch xuất thân của mình chứ tôi hỏi năm đó thiên đạo không hề biết ông ấy chính là đứa con của vận mệnh chỉ coi tác phong hành sự của ông ấy đều do mệnh cách thất sát mà ra. Lỡ như thân thế của Ma đạo tổ sư bị tiết lộ ra ngoài, Thiên đạo có thể từ đó đoán ra thân phận thật sự của Ma đạo tổ sư. Nếu như vậy, Ma đạo tổ sư nhất định sẽ bị Thiên đạo truy sát đến cùng và cũng sẽ không có cậu sau này đâu. Nữ đế nói không sai, lỡ như thân phận đứa con vận mệnh của Ma đạo tổ sư bị phát hiện, Thiên đạo chắc chắn sẽ không buông tha cho ông ấy. Khi đó Thiên đạo vẫn chưa vướng phải nhiều xiềng xích nhân quả. Nếu hắn ta muốn ra tay tiêu diệt sức mạnh vận mệnh của Ma đạo tổ sư thì không ai có thể làm gì hắn ta được. Nếu như đã không có ai biết lai lịch thật sự của Ma đạo tổ sư thì nữ đế bệ hạ làm sao biết được? Thật ra ta cũng chỉ mới biết gần đây thôi, cũng nhờ cậu hết cả đấy. Tôi sao? Nếu như cậu không tặng dây đàn lục đạo trước đây cho tôi, tôi cũng không thể phát hiện ra manh mối về xuất thân của Ma đạo tổ sư từ trong lục đạo luân hồi. Trước khi hậu thổ nương nương hóa thành lục đạo luân hồi, vận mệnh của chúng sinh lục đạp đều do đàn phượng hoàng của Phục Hy Đại Đế cai quản. Sau khi Phục Hy chết, lục đạo do ông ta quản lý cũng sụp đổ. Vì để cứu vớt chúng sinh lục đạo, xây dựng lại trật tự thế giới, hậu thổ nương nương tình nguyện hóa thân thành lục đạo luân hồi, từ hoàn thành quá trình bỏ cũ lấy mới. Sau khi nữ đế có được dây dàn lục đạo, liền bế quan lĩnh ngộ tại điện U Minh. So sánh hai lục đạo luân hồi cũ và mới, nữ đế phát hiện ra một luồng sức mạnh vận mệnh tiềm ẩn bên trong nữ đế lần mò theo nguồn sức mạnh vận mệnh này tiếp tục điều tra cuối cùng phát hiện ra nguồn sức mạnh đó đã theo mệnh cách thất sát nhập thế rồi biến mất mệnh cách thất sát nhập thế mà đạo tổ sư tái sinh không còn nghi ngờ gì nữa nơi mà sức mạnh vận mệnh biến mất chính là nơi ma đạo tổ sư được sinh ra nơi mà sức mạnh vận mệnh biến mất là ở đâu tôi hỏi núi tương nam cửu nghi nơi sinh ra của ma đạo tổ sư có liên quan đến thuấn đế nữ đế nói đứa con vận mệnh được sinh ra trên trời dưới đất sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng bất thường. Muốn che giấu những hiện tượng kỳ lạ này, bắt buộc phải chọn cho đứa con vận mệnh một nơi tránh tai mắt giòm ngó của thiên cơ. Thế nhưng khắp nơi trên nhân gian đều không thể thoát khỏi con mắt tỏ tường của thiên đạo, vì vậy hoàn toàn không thể tìm thấy nơi đặc biệt đó, đến vận mệnh cũng không còn cách nào khác. Đây chính là nguyên nhân vì sao sau khi Phục Hy qua đời, vẫn luôn không có đứa con vận mệnh mới được sinh ra. Sau đó, việc nan giải này tìm thấy cách giải quyết sau khi thuấn đế quy tiên núi Cửu Nghi là quê hương của cá và gạo, bỗng nhiên có một năm con sông bắt nguồn từ đỉnh núi Cửu Nghi bị một con xà yêu chặn lại, không còn một giọt nước chảy xuống dưới. Người dân sống dựa vào nghề trồng trọt ven sông cũng không có cách nào xử lý con xà yêu này, chỉ đành trơ mắt nhìn ruộng đồng biến thành hoang mạc, rời xa quê hương lang thang đầu đường xó chợ rồi tha lương đến đô thành của Thuấn Đế. Sau khi biết con xà yêu tác oai tác quái khiến dân chúng chịu đói khổ, Thuấn Đế tỏ lòng thương xót ngay lập tức vác bảo kiếm đến núi Cửu Nghi, trải qua một trận đại chiến thuấn đế đã chém chết con xà yêu nhưng ông ấy cũng bị thương nặng thuấn đế có hai vị hoàng phi sau khi nghe được tin tức hai người phái họa sĩ vẽ lại bản đồ của núi cửu nghi rồi vội chạy đến phía nam tìm kiếm nơi thuấn đế chém xà yêu nhưng trên đường đi có đến ngọn núi giống hệt núi cửu nghi dù hai vị hoàng phi vùi đầu tìm kiếm cũng không có kết quả đến khi thuấn đế quy thiên vẫn chưa có tung tích gì hai vị hoàng vị đau đớn tột cùng nước mắt của hai người thấm đẫm cành trúc bên vệ đường Bây giờ trên cành trúc đó vẫn còn vết tích của nước mắt, nên người dân xung quanh gọi nó là lệ trúc. Sau khi Thuấn Đế chết, vận mệnh phát hiện ra trên núi Cửu Nghi có huyền cơ, bèn để đứa con vận mệnh được sinh ra trên núi này. Sau đó khi Ma đạo tổ sư được sinh ra, thiên địa dị tượng quả nhiên đã bị núi Cửu Nghi che giấu, cho dù là thiên đạo cũng không hề hay biết gì. Chương 1130, quê hương đạo tổ 2. Núi Cửu Nghi tại huyện Ninh Viễn Hồ Nam, từ xưa đã nổi tiếng với phong cảnh nên thơ hữu tình đỉnh núi cao chất vót, hùng vĩ tráng lệ hang động dày đặc nước trong chảy xiết cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp nổi tiếng với danh sương núi cửu nghi muôn dặm non sông giờ đây nhân gian đã được hưởng thụ những ngày tháng yên bình trên núi cửu nghi cũng có khách du lịch tôi và nữ đế đóng giả làm người bình thường theo đoàn du lịch tham quan danh lam thắng cảnh leo lên chín đỉnh núi cuối cùng đã xác định được nơi ma đạo tổ sư ra dưới đỉnh thuấn đế dưới đỉnh thuấn đế có một làng trài cổ tên là làng thương ngô kiến trúc vẫn giữ gìn được không khí cổ kính xa xưa. Xung quanh ngôi làng đã hòa nhập theo sự thay đổi của thời gian, chỉ riêng ngôi làng này hoàn toàn lạc lõng tách biệt với thế giới. Vừa đến cổng làng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác kỳ lạ. Tôi đã cắt đứt với Hồng Trần, cố hương chỉ có quy khư. Thế nhưng ngôi làng thương ngô này lại khơi dậy cảm giác vô cùng thân thuộc trong tôi, giống như tôi là một kẻ lang thang cuối cùng đã về nhà sau nhiều năm xa cách vậy. Tôi đứng sững ngay tại chỗ, thức hải trong bóng dưng cuồn cuộn cơn sóng, nước mắt rơi lã trã. Tôi có thể khẳng định đây chính là nơi ma đạo tổ sư được sinh ra, làng thương ngô chính là cố hương của ông ấy. Thấy phản ứng kịch liệt của tôi nữ đế tất nhiên cũng đoán được nơi này chính là quê hương của ma đạo tổ sư, hốc mắt bất giác ươm ướt. Tôi hiểu tâm trạng của cô ấy, người đàn ông mình yêu sâu đậm suốt mấy ngàn năm, chưa từng biết lai lịch của ông ấy, tình sâu nghĩa nặng, đôi lúc còn còn tưởng tượng bản thân đang chìm sâu vào trong giấc mộng đẹp, Bây giờ đến quê nhà của ông ấy, đến nơi ông ấy được sinh ra, nữ đế đã không còn kìm nén được tình cảm chôn sâu trong lòng. Lúc tôi và nữ đế còn đang đứng ngây ngốc thì có một đám trẻ từ trong làng chạy ra. Đứa lớn nhất chắc khoảng 12, 13 tuổi, đứa nhỏ nhất tầm 3, 4 tuổi. Nhìn thấy chúng tôi đều cảm thấy tò mò, mắc cười quá, lớn rồi còn khóc nhè. Bé trai 8, 9 tuổi chỉ vào chúng tôi nói, nó vừa nói hết câu, cả đám trẻ cũng cười phá lên. Tôi và nữ đế ngượng ngùng vội vàng lau hàng nước mắt trên gò má. Phụ nữ xinh đẹp trời sinh đều có sức hấp dẫn, đám trẻ con đa phần dồn hết sự chú ý lên người cô ấy. Nữ đế đi đến trước mặt đứa bé kia, quỳ xuống nhẹ nhàng hỏi, em tên là gì? Em tên là Tạ Minh, đứa trẻ đó không hề rụt rè sợ hãi người lạ, dõng dạc nói. Em họ tạ, tôi kinh ngạc thốt lên, đây có gì kỳ lạ đâu, bố con họ tạ, ông con họ tạ, tổ tiên của làng thương ngô bọn con đều mang họ tạ. Tạ Minh chu môi nói, Tôi và nữ đế lướt nhìn nhau, dường như không thể ngờ đến chuyện này. Nếu như tổ tiên của làng Thương Ngô đều mang họ Tạ, vậy nếu không có chuyện gì cản trở, thì Ma đạo tổ sư cũng mang họ Tạ rồi. Với lại tôi có thể cảm nhận rõ ràng tôi và đám trẻ này có một mối liên hệ huyết thống đặc biệt, tuy mới lần đầu tiên gặp chúng, nhưng lại cảm thấy vô cùng thân thuộc. Càng làm tôi chắc chắn với suy đoán, Ma đạo tổ sư mang họ Tạ. Tạ là chữ tượng hình, có ghi chép rõ ràng trong chữ giáp cốt sao? tuy rằng biết mình và ma đạo tổ sư có mối quan hệ sâu xa nhưng tôi thật không ngờ ông ấy có chung họ với mình sao chữ giáp cốt là một loại văn tự cổ đại của trung quốc thời nhà thương được coi là hình thái đầu tiên của chữ hán cũng được coi là một thể của chữ hán đạo tổ không có tên ma đạo tổ sư không hề lưu lại tên gọi của mình giờ phút này biết được tên của ông ấy tâm trạng khó tránh khỏi có chút kích động nữ đế trò chuyện cùng đám trẻ một lát hỏi chúng thử xem nhà ai bằng lòng mời chúng tôi về làm khách bọn trẻ ngay lập tức im lặng Sao vậy, các em không thích chị sao?" Nữ đế cố tình tỏ vẻ đau lòng hỏi. "Làng thương ngô không tiếp khách du lịch." Tạ Minh cúi đầu nhỏ giọng nói, "Bọn chị không phải người ngoài, anh trai này cũng họ Tạ, là người nhà của mấy đứa đó." Nữ đế nói, "Vậy hai người cứ chờ ở đây đi, tụi em về hỏi trưởng làng trước đã." Tạ Minh nói, "Được, mất bao lâu, tụi bọn chị cũng sẽ chờ." "Đúng rồi, khi em gặp trưởng làng nhớ nói với ông ấy tên của anh trai này nha." "Anh ấy tên là gì?" Tạ Minh hỏi, "Tạ Lan?" Nữ đế mỉm cười nhìn tôi một cái, rồi nói ra tên tôi. Tạ Minh dẫn đám trẻ quay về làng, tôi và nữ đế tiếp tục đứng chờ ở cổng làng. Với sức mạnh của chúng tôi, trên trời dưới đất chỗ nào cũng có thể tùy ý ghé thăm. Nhưng mà, nơi đây là quê nhà của Ma đạo tổ sư, chính là thánh địa trong lòng chúng tôi. Tôi nghĩ như vậy, và trong lòng nữ đế cũng nghĩ như thế. Chương 1131, bí mật từ đường 1. Trong lúc chờ đợi, tôi tò mò muốn hỏi nữ đế thêm một vài chuyện của đạo tổ nữ đế bệ hạ đạo tổ rốt cuộc là người như thế nào chuyện này cô nên nói thế nào đây ông ấy trong lòng mỗi người đều là một người khác nhau nữ đế nghĩ một lát rồi nói trong lòng mỗi người đều có một người như ông ấy đối với cô bé kiêm hà trong huyền quan của huyễn ma đạo tổ chính là sư phụ là người cha đối với lưu phong thiên tôn đạo tổ chính là một đạo sĩ nho nhã thế nên ông ấy mới đặt cho cô ấy một cái tên thanh nhã đến vậy lưu phong hồi tuyết. Mây mù che phủ mặt trời, sương mù như bông tuyết bay theo làn gió. Đạo tổ trong mắt phá quân, hiệp nghĩa vô song, sát phạt quyết đoán, không bao giờ lùi bước. Vì lần đầu tiên bọn họ gặp nhau tại thành Thải Vân, khi sát cánh cùng nhau tử chiến với ma thú suốt 7 ngày 7 đêm. Đạo tổ trong mắt tham lang tài ba kiệt xuất, thần cơ diệu đoán, có một không hai trên đời. Trong mắt yêu tộc, phong hồn, và quái thú, thì đạo tổ chính là đấng cứu thế của chúng. Ông ấy pháp truyền lục đạo, dạy chúng sinh cách tu hành, giúp họ thoát khỏi bể khổ. Không có ma đạo tổ sư, sẽ không có yêu tộc hiện nay, cũng không có vong hồn tu luyện thành chính quả. Sẽ không có thanh khâu hồ, không có bạch vô nhai, không có bắc minh tú, không có danh hiệu học giả hách liên tiêu giao. Ngũ hành tuy ngã nhậm tâm du, tứ hải chúng sinh ra hữu duyên. Man đạo hùng quan chân như thiết, vô danh cung nội tận thiện ngôn. Nhớ đến những chiến tích huy hoàng mà đạo tổ để lại, tôi thở dài một hơi. Tuy rằng trình độ kiếm đạo của tôi đã vượt xa đạo tổ, nhưng sức hút cá nhân và tinh thần truyền pháp lục đạo của ông ấy, thì tôi vĩnh viễn cũng không so bì được. Nữ đế bệ hạ, trong mắt cô, đạo tổ lại là người như thế nào? Tôi hỏi, trong mắt cô, ông ấy tất nhiên là vị chính nhân quân tử thiên hạ vô song. Gì mà Lý Bạch, Tống Ngọc, Tư Mã Tương Như, đều không thể sánh bằng. Khi nữ đế nhận xét về đạo tổ, hàng lông mày nhướng lên, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Từ trong lời của cô ấy, tôi dường như nhìn thấy người đàn ông vĩ đại cao lớn phong thái ung dung bước đi hiên ngang giữa nhân gian, dùng kiếm pháp lợi hại xuất chúng nhất thế gian khác bài thơ nói về lịch sử huy hoàng của mình. Xem ra, cả đời tôi cũng không thể sánh bằng ông ấy. Tôi thở dài cảm thán, cậu không cần so sánh mình với ông ấy, bởi vì cậu không sinh ra với thời đó. Thời thế xuất anh hùng, đệ tử ma đạo khi ấy cần một vị thủ lĩnh tài ba kiệt xuất, lãnh đạo họ dương cao khí thế đứng vững giữa trời đất. Cửu u nữ đến nói, Vậy giờ thì sao? Tôi hỏi, bây giờ ma đạo cần một vị ma đạo tổ sư có thể giúp ma đạo tồn tại vĩnh viễn giữa thế gian. Tận tùy làm việc, nhưng thành công rất khó, thành công một lần, nhưng khó thành công cả đời, có bắt đầu ắt có kết thúc. Từ giây phút tiếp quản cờ chiêu hồn của ma đạo, tôi đã biết mình sẽ không thể trở thành người vĩ đại như ông ấy. Từ trước tới nay, tôi vẫn đi theo bước chân của ông ấy, thấp thỏm lo âu dẫn dắt đệ tử ma đạo tiến về phía trước. Cũng có lúc không cam lòng, cũng có lúc mệt mỏi dao động tâm trí, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn cắn răng kiên trì bước tiếp bởi vì tôi yêu ma đạo tôi sẵn sàng cống hiến cả cho những đệ tử ma đạo đã tin tưởng và đi theo tôi may mắn thay trên con đường đầy trông gai này tôi chưa từng phụ lòng bọn họ ma đạo chưa từng thua cuộc chiến công không ngừng tăng lên đến cuối cùng nhảy ra khỏi vận mệnh bàn cờ dù có là thiên đạo cũng không thể gây bất lợi cho chúng tôi trong này có công lao của tôi nhưng công lao lớn nhất vẫn là những đệ tử ma đạo vạn kiếp thiên hồng kia Ma đạo tổ sư vĩ đại kiêu hùng, nhưng chính vì ông ấy quá tài ba kiệt xuất, luôn một mình tiến về phía trước, dần dần phá quân và tham lang đều không thể theo kịp bước chân đã xa khuất của ông ấy. Nhưng tôi không giống như vậy. Từ khi Ma đạo tái xuất, tôi và bọn họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua vô vàng trận chiến sinh tử, cùng nhau vượt qua từng cảnh giới tu luyện. Ba ngàn năm trước, Ma đạo chỉ có năm vị thiên tôn. Ngày nay quân số Ma đạo hùng hậu, bất kỳ ai cũng có thể theo tôi khiêu chiến vũ trụ hư không lúc tôi và nữ đế đang bàn luận về chuyện của đạo tổ, có bốn người bước ra từ làng thương ngô. Người dẫn đầu là một ông lão mặc áo choàng màu xanh, đầu tóc bạc phơ lom khom lọm khọp. Vịnh vào một cây gậy, bước từng bước lảo đảo đi về phía trước. Hai bên trái phải có hai người trung niên đang dìu ông ấy, một nam một nữ, đều ăn mặc như nông dân, có vẻ là hai vợ chồng. Phía sau còn có thêm một cô gái, khoảng chừng 15-16 tuổi. Lúc này trời đã chạm vạng, hoàng hôn kéo xuống, khói bếp mịt mù, tạo bầu không khí bình yên giản dị. Tôi đứng yên ngay tại chỗ, nhìn bọn họ tiến tới chỗ mình. Từ nhiều năm trước, tôi đã nghe nói mà đạo đã xuất hiện một vị tổ sư vô cùng xuất chúng, tên là Tạ Lan. Ông lão tiến đến chỗ tôi, nhìn tôi rồi nói, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng tôi đọc câu sấm ngữ này, chứng thức giới thiệu thân phận của mình. chương 1132, Bí mật từ đường 2 Sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, nhân gian đã không còn né tránh mấy lời ma quỷ nữa lúc ngọc hoàng đại đế băng hà tam giới khóc than lúc tử vi đại đế qua đời cái vì sao trở nên u tối những người nhân tộc đều biết rõ chuyện này yêu quái ma quỷ âm binh quỷ tướng chư thần hạ giới đám ma tác oai tác quái những tai họa chưa từng xuất hiện vào thời mặt pháp bây giờ đã đổ ập hết lên đầu những nhân tộc này thậm chí cuộc chiến phong thần còn trở thành chuyện tán gẫu giữa lúc ăn cơm của họ mà giữa tam giới ma đạo chắc chắn chính là đối tượng được nhắc đến nhiều nhất lật tung khắp nhân gian, thì ma đạo xảy ra nhiều cuộc chiến nhất. Núi Không Minh, Hàn Hoàng, Quan Ngoại, Núi Tiểu Bạch, Sơn Hải Quan, Núi Thái M, Núi Hạ Lan. Mỗi một trận chiến máu tanh mưa máu, đều ảnh hưởng đến tâm lý của nhân tộc, và tên của tôi đã chuyển xa khắp thiên hạ. Cuộc chiến quy khư, tôi tiêu diệt vô số đội quân MT, giết chết hàng ngàn ác quỷ địa ngục. Tuy nhân tộc không biết rõ tình hình cụ thể ra sao, nhưng bọn họ biết kết quả cuối cùng là gì. Liên minh MT và nữ hoa hợp sức công phá ma đạo tổ đình quy khư, kết quả lại thành nhận cái kết đắng thất bại thảm hại nhục nhã qua về. Tại nhân gian đã đồn thổi rằng, ma đạo tổ sư tạ lan dám chống đối thiên đạo, sau này còn dẫn dắt đệ tử ma đạo chiến đấu chống lại ông trời. Danh tiếng của người đi đôi với chiến công, tôi cứ tưởng rằng mình đã đủ nổi danh khắp thiên hạ rồi, thậm chí còn là sư phụ của tạ quẩn người bảo vệ nhân đạo bây giờ. Nhưng mà, lúc tôi nói rõ thân phận của mình, Tôi lại không thấy ông lão kia có chút gì kích động hay phấn khởi. Tuy hai vị trung niên kia cũng có chút bất ngờ, nhưng sắc mặt cũng chẳng có gì thay đổi quá lớn. Chỉ mình cô gái kia tròn xoe mắt vô cùng phấn khích nhìn tôi. Không biết ma đạo tổ sư ghé thăm làng Thương Ngô vì việc gì. Ông lão hỏi, nếu này là quê hương của ông ấy, tôi đến đây để thăm viếng nơi chôn rau cắt rốn của ông ấy. Tôi nói, không biết người mà ma đạo tổ sư nhắc tới là ai dù sắc mặt của ông lão vẫn bình tĩnh như thường nhưng giọng nói đã có chút thay đổi. Tổ sư sáng lập ra ma đạo, ông lão trầm mặc, cánh tay vịnh vào cây gậy đã bắt đầu run rẩy. Tiếp đó toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, sắc mặt cũng thay đổi, hoàn toàn mất đi dáng vẻ điềm tĩnh vừa rồi. Cha, lời cậu ấy nói là thật chứ? Người đàn ông trung niên hỏi, ông ơi, ông mau nói đi, lời anh ấy nói là thật chứ? Cô gái phấn khởi hỏi, thế nhưng ông lão không hề trả lời bọn họ, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Ánh mắt phức tạp nhìn tôi một cái, nói tôi không biết lời đồn mà đạo tổ nghe được là thật hay giả, nhưng trong từ đường làng thương ngô chắc hẳn có thứ mà các vị muốn tìm, mời đi theo tôi. Làng thương ngô được xây dọc theo vách núi, nhà ở khá thấp và chủ yếu làm bằng gỗ. Người sống trong làng không quá đông, chỉ có khoảng trăm hộ gia đình. Bây giờ là lúc dùng cơm tối, đi qua cổng nhà tranh có thể nhìn thấy họ đang dọn cơm ra sân vườn, cả nhà tụ tập lại một chỗ, quây quần bên nhau nếu như buông bỏ những gì liên quan đến ma đạo tổ sư thì nơi này sẽ không khác gì các thôn làng khác chỉ có chút bảo thủ không thích tiếp xúc với bên ngoài từ đường đặt tại đằng trong cùng của làng được xây dựng dựa vào núi bên ngoài đã bị hàng cây che phủ cách bố trí của ngôi làng hình như chính vì muốn che giấu sự tồn tại của từ đường nếu như không phải ông lão dẫn chúng tôi đến đây chúng tôi cũng không ngờ ở đây là có một ngôi từ đường từ đường được xây dựng theo phong cách cổ xưa khó nhìn ra chất liệu bằng đá đen không biết nó đã trải qua bao nhiêu trận mưa gió, khiến đá đã bị mài mòn bóng loáng như vậy. Cửa đá đóng chặt, những vết nứt trên cửa đều bị bụi bám che phủ. Không biết Rốt cuộc nó đã đóng đặt bao nhiêu năm rồi. Nói là từ đường, nhưng càng giống một cái viện nhỏ, như một ngôi nhà của ai đó có từ khá lâu về trước. Bí mật lớn nhất của làng thương Ngô Chính là cái từ đường này, bởi vì giáo huấn tổ tiên để lại đó là tuyệt đối không để bất cứ ai mở từ đường ra. Tất cả con cháu nhà họ Tạ bắt buộc phải bảo vệ sự an toàn của từ đường không có bất cứ kẻ nào dòm ngó tới nó. Nếu không tất cả những người đang sống trong làng thương ngô đều sẽ chết, sau khi chết còn bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Không ai biết trong từ đường có chứa cái gì, chỉ có tộc trưởng các đời mới biết những gì truyền thuyết có liên quan đến từ đường. Hơn hàng ngàn năm sau, chính bọn họ cũng nghi ngờ tính xác thực của lời đồn này. Nhưng mà, giáo huấn tổ tiên vẫn được giữ gìn, tiếp tục truyền lại từ đời này sang đời khác. Chính vì tín ngưỡng lâu đời này, đã ảnh hưởng đến nguyên tắc sống của cư dân trong làng thương ngô, để bọn họ sinh sống ở đây, không tiếp xúc gì với người bên ngoài. Tuy rằng gần trăm năm đổ lại đây, không ít người rời khỏi núi sâu, thành ra lập nghiệp ở bên ngoài hòa nhập với cuộc sống hiện đại, nhưng cũng chưa từng có ai quay về phá hủy tín ngưỡng lâu đời này. Ngược lại, những người chuyển ra ngoài sống vẫn đặc biệt tôn trọng tín ngưỡng lâu đời này, đối với tổ tiên sẽ càng thêm kính trọng hơn. Đây chính là quê hương của họ, Thế giới tuy rộng lớn nhưng họ chỉ có thể tìm thấy sự bình yên về mặt tinh thần ở làng Thương Ngô. Không lo lắng vì cuộc sống hiện đại, không sợ hãi tương lai. Giờ đây, tôi đang đứng trước cổng đá của Từ Đường. Sau lưng tôi là dân làng Thương Ngô, nữ đế đang đứng cùng với họ. Tôi biết bọn họ đang chăm chú nhìn tôi, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Có người kích động, có người nghi hoặc, có người lo lắng, có người mong chờ, nhưng nhiều nhất vẫn là bất an. Đôi khi bí ẩn luôn đáng được tôn trọng nên không phải ai cũng thích tiết lộ nó ra bên ngoài. Nhưng nếu như tôi đã đến đây, thì từ đường bắt buộc phải mở ra. Bởi vì đây là nơi sinh ra ma đạo tổ sư, bất luận từ đường đã tồn tại được bao lâu, cũng đều vì chờ đợi tôi đến. Chỉ có ở đây, tôi mới tìm ra cách hợp nhất phòng xoáy sinh mệnh của ma đạo tổ sư, nắm giữ hoàn toàn sức mạnh của đứa con vận mệnh, trở thành đứa con vận mệnh thật sự. Phòng ấn dáng trên cửa, tôi hít một hơi rồi xé nó ra, và sau đó trong lòng tôi bỗng vang lên một tiếng thở dài. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, chương 1133, tên tuổi của đạo tổ một. Bước vào từ đường như thể bước vào huyền quan, tôi quay đầu lại không thấy cổng đá phía sau, cũng không thấy thôn dân bên ngoài cổng đá. Khi nhìn thấy điều này, tôi hiểu rằng từ không đơn giản chỉ là từ đường, nơi này còn chứa đựng ký ức. Ký ức thuộc về đạo tổ thời niên thiếu, mọi thứ tôi nhìn thấy đều là khung cảnh sinh sống của đạo tổ lúc trẻ. Cây hòe trong sân đã che gần hết bầu trời dưới gốc cây đặt những ổ khóa đá và giá đựng vũ khí bằng đá. Đạo tổ khi còn trẻ đã luyện võ, sau khi du ngoạn nhân gian mới bắt đầu học đạo. Bởi vì võ đạo chỉ có thể rèn luyện thân thể, trong thời loạn lạc, tà khí sinh sôi, nhũng nhiễu thần linh, chỉ có học đạo mới có thể bảo vệ được gia đình và đất nước. Trên giá binh khí có một số thanh kiếm, chiều dài lớn nhỏ khác nhau. Thanh dài nhất dài hơn 4 thước, rộng nửa thước, cực kỳ dày và nặng, hẳn là một thanh song thủ trọng kiếm những thanh ngắn không hơn một thước, mỏng như cánh ve sầu. Tay cầm của mỗi thanh thạch kiếm đều bị mài mòn nghiêm trọng, điều này cho thấy khi đạo tổ học kiếm là đã khắc khổ như thế nào, chỉ là không biết ai đã dạy kiếm pháp cho ông ấy, cũng có thể là gia truyền. Bên kia sân là đình viện được bao quanh bởi hoa mai, lan, trúc và cúc. Trong đình viện, trên bức tường đá có treo một bức tranh chữ, không biết có phải là bút tích của đạo tổ khi trẻ viết không, bởi vì phong cách viết khá lão làng dòng chữ viết ma kiếm mạc ma trùy ma trùy quang âm thôi ý nghĩa của câu này rất dễ hiểu khuyên người ta nên có trí lớn tầm nhìn rộng đừng lãng phí thời gian vì việc nhỏ lợi nhỏ khung cảnh cả sân vườn chỉ thấy đầy hoa không thấy lá rụng tòa tổ đình này đã lưu giữ lại thời gian nhưng lại không lưu giữ được người vốn sống ở đây nhìn dấu vết sự sống mà đạo tổ thời niên thiếu để lại trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xúc động sau khi ngắm nhìn phong cảnh trong sân tôi bước về phía sảnh chính khi đẩy cửa vào, vật đầu tiên nhìn thấy là một ngôi miếu, thứ đặt trên miếu không là thiên địa quỷ thần, mà là hai linh vị. Linh vị Tiên khảo Sao Tạ Phù Phong, Tiên tỷ Sao Tên Vương Vân Ế. Sao Tiên khảo, người mất là cha của người thuật truyện, Tiên tỷ, người mất là mẹ của người thuật truyện. Tôi biết hai tấm bia này chắc chắn là do đạo tổ dựng nên, chỉnh tề quần áo, tôi cung kính hết mực quỳ xuống hành đại lễ tế bái. Trong tránh điện không có đồ đặc gì xa lạ, bàn đá, ghế đá, đều là đồ dùng thường có trong gia đình trên tường treo cung tên và kiếm, tôi rút một gỡ một thanh kiếm xuống, lấy khỏi vỏ kiếm, trải qua vô số ngàn năm, lưỡi kiếm vẫn tỏa ra sự sắc bén khiến người khác kinh ngạc. Những binh khí này không được đạo tổ sử dụng, bởi vì thời điểm đạo tổ ở đây tuổi tác còn quá nhỏ, có lẽ chúng là vũ khí của cha của đạo tổ, tạ mặt lang sử dụng, võ học của đạo tổ cũng là đến từ gia truyền. Chính điện trái phải có hai gian thạch thất, phòng ở phía đông là nơi cha mẹ đạo tổ ở, tôi ở ngoài cửa hướng người bái lạy mà không đi vào, quay người đi về phía phòng phía tây nơi đạo tổ ở. Vừa mở cửa, tim tôi đập liên hồi mấy nhịp, bởi vì ngay từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã nhìn thấy bức tự họa trên bức tường đối diện, người trong tranh chính là đạo tổ thời trẻ đang luyện kiếm. Trong tầm khoảng 6-7 tuổi, mày thanh mục tú, vẻ mặt nghiêm nghị. Tay trái bảy thế kiếm chỉ, tay phải cầm kiếm, lưỡi kiếm xiên chéo qua một thân che xanh tròn dày. Bức vẽ ma đạo tổ sư tôi đã trông thấy nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ thấy bóng lưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ dung mạo của ông ấy, lại còn là một đứa trẻ 6-7 tuổi. Điều thực sự khiến tôi phấn khích không phải là nhìn thấy dáng vẻ của đạo tổ thời niên thiếu, mà là dòng chữ trên bức tranh có nội dung, có đứa con trai, Mạt Lăng 7 tuổi chặt chúc. Mạt Lăng, tạ Mạt Lăng, vậy ra ông ấy tên tạ Mạt Lăng. Sau tiếng thì thầm tên tạ Mạt Lăng trong miệng của tôi, trong biển ý thức xuất hiện rung chấn. Rồi vô số mảnh ký ức ùa về, trong giấy lát đã khiến tôi choáng ngợp. Những ký ức này đều không trọn vẹn, bởi vì phần lớn đều đã đi theo ma đạo tổ sư thứ còn sót lại chính là những mảnh ký ức quý giá mà ông ấy không thể buông bỏ đã in hằn vào trong tâm hồn thời gian sau đó tôi đắm chìm trong quá khứ của đạo tổ không thể thoát ra được quên mất mọi thứ xung quanh cũng quên mất chính mình những gì ông ấy cảm nhận cũng chính là cảm nhận của tôi tôi có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của ông ấy lúc đó tôi nhìn thấy ông ấy đeo một thanh kiếm trên lưng một mình bước đi trong nhân gian và trải qua mọi nỗi đau khổ trên thế giới nhìn thấy ông ấy đến đạo quán học lỏng cũng thấy ông ấy lật dở điển tích đạo quán không biết mệt mỏi niềm vui khi lần đầu tiên vẽ phù cũng giống với khi tôi theo khương tuyết dương học đạo ở toàn chân lần đầu tiên ngưng tụ chân khí lần đầu tiên mở ra huyền quan lần đầu tiên trải nghiệm sát kiếm lần đầu tiên giải phóng kiếm khí lần đầu tiên ngự kiếm phi hành lần đầu tiên giết kẻ thù bằng kiếm khí tôi đã nhìn thấy vô số cảnh quý giá về cuộc đời của đạo tổ nhìn thấy niềm vui cùng nỗi buồn khổ của ông ấy Đáng tiếc cảnh vui quá ít, bởi vì nhân gian lúc đó có quá nhiều chuyện đau khổ. Tôi thậm chí đã nhiều hơn một lần nhìn thấy nước mắt của đạo tổ. Nước mắt rơi không phải vì mình mà vì cả muôn dân thiên hạ mà rơi. Chương 1134, tên tuổi của đạo tổ hai. Có cảnh đạo tổ đang đứng trong tuyết, trên nền tuyết có con ngân hồ đang nằm đó. Yêu đan của ngân hồ đã bị moi đi, nhưng vẫn còn giữ chút hơi thở và nhìn đạo tổ bằng ánh mắt cầu xin. Đạo tổ gật đầu với ngân hồ và bế đứa con nhuốm đầy máu vào lòng. Vào lúc đó, mà đạo tổ sư định một tham vọng lớn. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài. Từ đó trở đi, đạo tổ bắt đầu pháp truyền lục đạo. Vong hồn, tinh quái, yêu tộc, quỷ mị, chỉ cần có được linh thức, trong lòng có thiện nghiệp, đều có thể bái lại đạo tổ. Khi đạo tổ truyền đạo, ban đầu không ai phản đối, bởi vì không ai trong nhân, tiên đạo coi trọng ông. Tuy nhiên, khi đạo tổ DN tiếng ngày càng vang xa và ngày càng có nhiều đệ tử, đạo môn bắt đầu phát động chiến dịch chống lại đạo tổ, nhận định ông đi trên con đường tà đạo, người quỷ bất phân đã rơi vào ma chướng. Đạo tổ lại có năng lực như thế nào chứ, không một đệ tử đạo môn bình thường nào có thể đánh bại được ông ấy. Đến khi đạo môn có đủ sự quan tâm và bắt đầu phái cao thủ thì đạo tổ đã cầm kiếm nhập đạo, từ đó trở đi không còn nương tay. Trường kiếm tung hoành ngang dọc, bất khả chiến bại, kiếm khí không ai cản nổi. Trận ở thành thải vân diễn ra không lâu sau khi đạo tổ cầm kiếm nhập đạo. Thông qua trí nhớ của đạo tổ, tôi mới biết được rằng trong 7 ngày 7 đêm chiến đấu đẫm máu đó, trong mắt đạo tổ từ đầu đến cuối chỉ có một mình phá quân. Thành Thải Vân là lần gặp đầu tiên của họ và đã tồn tại qua hàng nghìn năm. Ký ức của đạo tổ bị phân thành nhiều mảnh vụn và không đầy đủ, nhưng mọi cảnh tượng có phá quân xuất hiện đều rõ ràng như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua. Phá quân thở ơ, lạnh lùng và hiếm khi cười, nhưng tôi đã hơn một lần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của phá quân trong ký ức của đạo tổ. Phá quân chỉ sẵn sàng mỉm cười với một người, dù chỉ là một nụ cười mỉm, điều đó đủ thấy cô ấy đối với đạo tổ vui thích biết bao. Có Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn, đương nhiên cũng có cửu u nữ đế. Nữ đế trẻ tuổi có khí chất giống như Phật gia, trầm lặng và đoan trang, nhìn thấu mọi chuyện mà không nói toạc ra mọi chuyện. Dù trái tim đạo tổ hoàn toàn hướng về Phá Quân, nhưng ông vẫn động lòng trước nữ đế, vì nữ đế có một tấm lòng từ bi mà Phá Quân chưa từng có và sẽ không bao giờ có. Thật khó để lựa chọn giữa hai cảm xúc nên đạo tổ chỉ có thể im lặng bởi vì cả nữ đế hay phá quân đều là những người vô cùng kiêu ngạo tôi nhìn thấy đạo tổ cùng nữ đế ngộ đạo trong hư không vũ trụ đạo tổ truyền kiếm cho nữ đế kiếm vốn là vật vô tình bầu trời đầy sao cô độc mỗi cử động đều tràn ngập sự dịu dàng tôi còn nhìn thấy nữ đế giao lá cờ chiêu hồn của ma đạo sau khi đã thêu lên những bông hoa bỉ ngạn cho đạo tổ đồng thời cũng giao lại trái tim của chính bà khi đạo tổ cầm lấy cờ chiêu hồn hai tay họ đã nắm lấy nhau Họ đã giữ nó rất lâu, nhưng cả hai không ai lên tiếng phá vỡ không khí. Ngoài Phá Quân và Nữ Đế, trong lòng đạo tổ còn có một người phụ nữ khác, đó là Tham Lang hộ pháp Thiên Tôn. Tuy nhiên, đạo tổ tôn trọng Tham Lang hơn việc ái mộ, luôn coi Tham Lang như một người bạn không một chút ảo tưởng. Mặc dù sau này ông mới hiểu rõ mọi tâm tư của Tham Lang nhưng cũng không chủ động bày tỏ điều gì. Cuộc đời của đạo tổ đầy huyền thoại, khi Quy Khư chưa xuất thế, ông ấy đã lấy đi Đảo Kim Ngao từ Quy Khư. Hơn nữa, tôi còn nhìn thấy ông đứng trên đỉnh núi Bất Chu và trò chuyện với ý chí thế giới quy khư mà côn diễn hóa ra. Huyền quan huyễn ma, tuyết vực côn lôn, thiên trì núi trường bạch. Tất cả những cơ duyên để lại cho tôi, toàn bộ tôi đều trải nghiệm qua một lần trong ký ức của đạo tổ. Tôi nhìn thấy kiêm hà khi còn bé, nhìn cô ấy từ thánh nữ của ma tộc tả ác, từ từ mà sinh ra đạo tâm. Cuối cùng, tôi đã nhìn thấy vực trả hồn, trận chiến cuối cùng của ma đạo tổ sư trước khi chết cũng là một sát cục được thiên đạo lên kế hoạch kỹ càng cho ông trong trận chiến đó đạo tổ đã dùng thanh kiếm của mình không thương tiếc mà giết chết vô số vị thần cuối cùng trong màn nước mắt của cửu u nữ đế mà từ bỏ ý định tự hủy huyền quan và cam nguyện chịu chết nếu ông tự hủy huyền quan không ai trong số các cao thủ của tam giới tham gia trận chiến ở vực trả hồn lúc đó có thể trốn thoát được đạo tổ không làm điều này bởi vì trong thâm tâm ông biết rằng thứ sai trái không phải là tam giới Ngọc Hoàng Đại Đế, Đạo Đức Thiên Tôn hay Cửu U Nữ Đế. Chúng sinh không làm sai chuyện gì, người sai là thiên đạo. chương 1135, Khắc Bia Thất Sát một Không biết đã trôi qua bao lâu, khi tôi tỉnh dậy từ ký ức của đạo tổ, người đứng trên một vùng đất hoang vắng. Từ đường đã biến mất, sự tồn tại của nó chỉ để tôi chứng kiến nguồn gốc cuộc đời của đạo tổ. Khi tôi đẩy cửa đá bước vào, từ đường đã bị sương mù bao phủ. Khi sương mù tan đi, từ đường cũng biến mất không dấu vết cùng với sương mù dường như chưa từng tồn tại từ đường là bụi trần của lịch sử tôi đến như một cơn gió gió thổi qua rồi thì không dấu vết thôn dân thôn thương ngô vẫn đứng đó mở to mắt nhìn tôi sự biến mất của từ đường khiến họ vô cùng bàng hoàng ngoài kinh ngạc ra họ còn tràn ngập sự tiếp nuối trong vô số ngàn năm nay từ đường đã trở thành một phần của thôn thương ngô tín ngưỡng dành cho từ đường đã trở thành một dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn của dân chúng thôn thương ngô Lúc này, từ đường biến mất, thôn dân cũng cảm thấy lạc lõng. Nữ đế bước về phía tôi, đến bên cạnh tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo. Đôi mắt sâu thẳm, như muốn nhìn thẳng vào sâu trong tâm hồn tôi. Mặc dù ta biết ông ấy sẽ không thể trở lại, nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, hiện tại ngươi là ai? Nữ đế hỏi, Tạ Lan, tôi đáp, ông ấy thì sao? Ông ấy sống mãi trong tim chúng ta. Không nhớ trong cuốn sách nào tôi đã từng đọc qua một câu như vậy, nói rằng cả đời người sẽ phải đi qua ba lần chết lần đầu tiên là khi tắt thở, mất mạng đồng nghĩa với việc đã chết rồi. Lần thứ hai là lúc được chôn cất, chôn cất đôi khi không phải để yên nghỉ dưới lớp đất mà là để từ biệt thế gian này, từ đó trở đi trên thế giới không còn chỗ nào cho người đó nữa. Lần chết thứ ba là khi người cuối cùng còn nhớ đến người đó quên đi người đó, lúc đó người đó mới thực sự xem như đã chết, vĩnh viễn chết đi. Đạo tổ tuy rằng đã chết hơn 3.000 năm, nhưng chỉ cần có một người còn nhớ tới ông ấy, thì ông ấy vẫn sẽ sống mãi. Ngươi nói không sai, ông ấy sẽ sống mãi, trừ khi chúng ta đều chết hết." Nữ đế nói, từ đường đã biến mất, chỉ còn lại đống đổ nát ở vị trí cũ. Thứ thôn thương Ngô truyền thừa chỉ là tín ngưỡng về từ đường, bọn họ đối với đạo tổ cũng không biết nhiều, chỉ có lão thôn trưởng mới biết, từ đường này cùng Ma đạo tổ sư có quan hệ. Họ chỉ là những dân làng bình thường, tôi cũng không có ý ép họ trở thành đệ tử Ma đạo. Bây giờ tôi đã đạt được điều mình mong muốn, đã đến lúc phải rời đi. Tôi chào tạm biệt lão thôn trưởng và chuẩn bị rời đi cùng nữ đế. Lão thôn trưởng nhìn tàn tích sau lưng tôi rồi lại nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại không có từ nào bật khỏi miệng. Ông muốn hỏi tôi điều gì? Thấy ông gặp khó khăn, tôi chủ động hỏi, "Đây thật sự là nơi sinh ra của Ma đạo tổ sư sao?" Lão thôn trưởng thấp giọng hỏi, "Đúng vậy, nói như vậy thì ông ấy cũng là tiên tổ của thôn Thương Ngô rồi." Đạo tổ đã cắt đứt ràng buộc trần thế, ông ấy là ông ấy, còn các ngươi là các ngươi nghe tôi nói xong ông lão thở dài một hơi sau đó vẻ mặt trở nên đặc biệt phức tạp ma đạo là cấm kỵ của thiên đạo bọn họ không muốn dính líu gì đến ma đạo nhưng từ đường đã truyền thừa mấy ngàn năm giống như gốc rễ của bọn họ bây giờ từ đường biến mất bọn họ tựa như đã mất đi nguồn cội của chính mình điều quan trọng nhất chính là ma đạo tổ sư có thân phận như thế nào chứ cố hương của ông ấy gần như là cung điện thiêng liêng nhất trong lòng các đệ tử ma đạo một khi tin tức này bị lộ ra thôn thương ngô sẽ không thể duy trì được sự yên bình như hiện tại nữa và cuộc sống của họ sẽ trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Nếu các ngươi không nói ra, chuyện này sẽ không có người biết. Thôn thương ngô vẫn là thôn thương ngô của trước đây. Tôi giao quyền lựa chọn cho lão thôn trưởng. Người biết từ đường này có quan hệ với đạo tổ chỉ có lão thôn trưởng cùng người nhà của ông, còn những dân làng khác thì không biết. Chỉ cần ông không nói gì, tổn thất lớn nhất của thôn thương ngô chỉ là mất đi từ đường đã truyền thừa mấy ngàn năm mà thôi hết thảy đều trông cậy vào lựa chọn của lão thôn trưởng, nếu như ông lựa chọn tiếp tục che giấu, thôn thương ngô sẽ không có sự biến đổi nào. Nếu ông ấy bằng lòng tiết lộ nơi sinh sống của ma đạo tổ sư, thì thôn thương ngô sẽ trở thành thánh địa của ma đạo. Sau khi đạo tổ chết đi, trên nhân gian cơ hồ không còn di vật nào của ông ấy được lưu lại, có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của thôn thương ngô đối với các đệ tử ma đạo. Sau khi được công bố, thôn thương ngô không chỉ có ý nghĩa rất lớn đối với ma đạo của tôi mà còn có khả năng cao trở thành nơi bị thiên đạo nguyền rủa, mang đến tai họa cho dân làng. Tất nhiên, đệ tử ma đạo của tôi nhất định sẽ mãi mãi bảo vệ sự bình yên cho nơi đây. chương 1136, Khắc Bia Thất Sát 2 Lão trưởng thôn im lặng hồi lâu, nhưng tôi không có ý định đợi ông đưa ra lựa chọn nữa. Vì đôi khi im lặng lại chính là một sự lựa chọn. Thân phận ma đạo tổ sư của tôi đã bị bại lộ, nên cũng không còn che giấu thần thông của mình nữa, nắm lấy tay của nữ đế mà bay lên không trung. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi nhận thấy trên mặt cô gái hiện lên bao nhiêu vẻ không nỡ, đáng tiếc, cô ấy là người duy nhất sẵn sàng đi theo ma đạo. Tôi cách không thần niệm truyền âm cho cô ấy, rồi biến mất khỏi tầm mắt của dân làng cùng với nữ đế. Sau khi rời thôn Thương Ngô, nữ đế và tôi đã đặt chân lên đá Tam phân núi Cửu Nghi. Cuộc chiến với Thiên đạo là cuộc chiến diệt thế, sẽ ảnh hưởng đến cả tam giới. Dù sao thôn Thương Ngô là quê hương của đạo tổ, cho dù thôn dân không muốn thừa nhận thì tôi cũng cần phải làm gì đó cho họ. Tôi đã chọn một viên linh thạch trên đỉnh núi Cửu Nghi và dùng côn lôn tuyết khắc thành một tấm bia đá. Khắc tám chữ, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Người muốn lưu lại một tấm bia thất sát ở đây hả? Nữ đế hỏi, đúng, có bia thất sát, chỉ cần ma đạo vẫn còn đó, làng Thương Ngô sẽ luôn được khí số ma đạo bảo vệ. Tôi đáp, đúng là nên để lại bia thất sát ở đây nhưng vì đây là quê hương của ông ấy nên cô cũng nên làm gì đó. Nói xong, nữ đế tạo thế kiếm chỉ, mặt bên kia không có chữ khác, cô ấy đã khắc lên bảy đóa hoa bỉ ngạn. Món quà này của nữ đế rất quan trọng, bởi bông hoa bỉ ngạn tượng trưng cho sức mạnh của lục đạo luân hồi. Núi Cửu Nhi rất cao, có độ cao 2.000m so với mực nước biển. Đối với một cô gái gần 15, 16 tuổi mà nói thì leo lên được đỉnh cao như vậy quả thực rất khó khăn. Ngọn núi tuy không quá dốc nhưng đòi hỏi rất nhiều sức lực không phải tôi cố tình bày ra những vấn đề nan giải, mà tôi nhận thấy ở cô gái đấy một khí chất quen thuộc. Khi lão thôn trưởng đưa ra lựa chọn, cô gái không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng cô đã có lựa chọn của riêng mình. Tuy nhiên, cô cũng biết mình không thể đại diện cho toàn bộ thôn dân thôn thương ngô nên từ đầu đến cuối cô vẫn giữ im lặng. Khi tôi và nữ đế quyết định rời đi, bà nhìn chúng tôi với ánh mắt ngàn lần không nỡ, có lòng theo chúng tôi đi nhưng chỉ có thể nhìn chúng tôi rời đi vào lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói từ trong trái tim cô ấy. Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Vì vậy, tôi đã dùng thần niệm truyền âm, cho cô ấy một chỉ dẫn, để cô ấy trèo lên đá tam phân. Khi đi đến nửa ngọn núi, cô gái đã kiệt sức, trên người có nhiều vết bầm tím, thậm chí còn bị thương ở chán. Tuy nhiên, đôi mắt cô vẫn kiên định như ngày nào. Đôi giày bị rách, đôi chân trần dỉ máu, đau đớn tột cùng nhưng cô gái không hề nản chí bắt đầu là leo núi và cuối cùng chỉ còn là bò lên núi. Máu rơi xuống đá như hoa nở, tạ lan, người cũng quá tàn nhẫn, nhìn bộ dáng đáng thương của thiếu nữ từ trên cao, nữ đế không khỏi oán trách tôi. Nếu không có ý chí không đầu hàng, thì không xứng đáng làm đệ tử vạn thế thiên hồng của ma đạo. May mắn thay, tôi đã không đánh giá sai người, cô gái đã leo lên được đá tam phân thành công, lúc này toàn thân bê bết máu, cơ thể không còn chút sức lực nào nữa, mọi khó khăn mệt mỏi đều tan biến ngay khi cô nhìn thấy bia thất sát nhìn vào bia thất sát một nụ cười nở trên môi cô gái nghiến răng đứng dậy khỏi mặt đất rồi đi từng bước đến bên bia thất sát cung kính quỳ xuống đất hành đại lễ với bia thất sát khi cô ấy ngẩng đầu lên lần nữa tôi xuất hiện trước mặt cô ấy đạo tổ cô gái nhìn tôi hào hứng nói ngươi tên gì tôi hỏi thưa đạo tổ tôi tên tạ hồng anh thiên đường bên trái ma đạo bên phải Tạ Hồng Anh, người thật sự bằng lòng làm đệ tử ma đạo. Tôi nguyện ý, được, từ giờ trở đi cô sẽ là đệ tử ma đạo, tấm bia thất sát này sẽ do cô bảo quản. Tôi dùng thần niệm để luyện hóa bia thất sát, biến nó thành một tấm bia đá có kích thước khoảng một tấc và đưa cho Tạ Hồng Anh. Sau khi xong xuôi tôi ngự kiếm bay lên không trung. đạo tổ, tôi có thể đi cùng người được không? Thấy tôi chuẩn bị rời đi, Tạ Hồng Anh nhìn lên bầu trời hỏi. Thiên diệt chúng sinh, chúng sinh diệt thiên, Trận quyết chiến với Thiên đạo sắp bắt đầu, nếu ta không chết, sẽ đích thân đến đón cô đến Quy Khư. Tôi đã hứa với Tạ Hồng Anh, từ đó cô ấy yên tâm ở lại thôn Thương Ngô và đợi tôi đến đón. Phải đến một ngày đó, khi bia thất sát âm thầm biến thành bột mịn trong lòng bàn tay cô, cô mới nhận ra rằng cả đời mình có thể sẽ không bao giờ đến được Quy Khư nữa. Chương 1137, Đạo Tổ lưu danh một. Sau khi trở về từ làng Thương Ngô, tôi đã giải quyết được câu hỏi lớn nhất trong lòng. Mặc dù đã thức tỉnh một phần ký ức về đạo tổ, nhưng địa vị của ông ấy trong lòng tôi không những không hề giảm bớt khi phần bí ẩn biến mất mà ngược lại còn trở nên tăng cao. Càng biết nhiều, thì càng hiểu được sự vĩ đại của đạo tổ. Tiền vô khoáng hậu, đạo tổ xứng đáng với câu nói này. Sự nằm xuống của ông ấy là tổn thất lớn nhất đối với tam giới. Khi đó tất cả chúng sinh đều tự hào khi phụng thiên thừa vận, đến lúc mọi người nhận ra rằng thiên đạo nham hiểm, thì người đàn ông vốn ở bên đối diện với thiên đạo từ đầu đã vĩnh viễn chia tay với thế giới này. Đạo tổ tuy rằng đã xa, nhưng may mắn là ma đạo vẫn còn ở đó. Tôi mang theo cờ chiêu hồn của ma đạo và gánh vác sứ mệnh của vận mệnh chi tử. Chúng tôi có cùng một số mệnh cũng trở thành cùng chung một loại người. Chính nghĩa luôn ở đó, có khởi đầu và có kết thúc. Dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ dẫn dắt đệ tử ma đạo đi đến cuối, cho đến khi cuộc đời tôi đặt dấu chấm hết. Sau khi rời núi Thương Ngô, tôi và nữ đế du hành khắp nơi trốn, theo bước chân của đạo tổ và hấp thụ sức mạnh vận mệnh giải rác của ông ấy ở tam giới. ba tháng sau, chúng tôi đến điểm dừng cuối cùng, vực trả hồn. vực trả hồn là nơi đạo tổ qua đời, đồng thời cũng là nơi nữ đế đau buồn. sớm biết ý đồ của ông ấy thì cô nên đi cùng ông. nữ đế vô cùng bi thương nói, không phải lỗi của bà, có trách thì trách đạo tổ đã một mình đi quá xa. vận mệnh đã đánh giá thấp sức mạnh của thiên đạo và giao cho đạo tổ một nhiệm vụ bất khả thi. Tôi đáp, có lẽ vận mệnh chưa bao giờ đánh giá thấp Thiên đạo, nếu như không có sự hy sinh của ông ấy, chúng sinh cũng sẽ không nhận ra được sự hiểm ác của Thiên đạo. Thiên diệt chúng sinh, chúng sinh diệt Thiên, chỉ khi tập hợp sức mạnh chúng sinh mới có thể đánh bại được Thiên đạo. Nếu tất cả chúng sinh đã bị Thiên đạo lừa dối, làm sao chúng ta có thể tuyên chiến với Thiên đạo được? Nữ đế nói, tôi hoàn toàn đồng ý với những gì nữ đế nói, nếu mà đạo tổ sư không chết thì cuộc chiến phong thần vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn theo tình hình cuộc chiến lúc đó, kết quả cuối cùng cũng không ai thắng cả. Cái chết của ma đạo tổ sư không chỉ cứu sống hàng triệu đệ tử ma đạo, mà còn bao gồm cả toàn bộ đạo môn, thậm chí là nhân gian tam giới. Nhân gian hữu tình bi bạch phát, thiên đạo vô ý liễu thương tang. Nữ đế có thể hiểu được đạo lý này, đạo đức thiên tôn và ngọc hoàng đại đế đương nhiên cũng hiểu rõ. Trên thực tế, việc ma đạo có thể đi từ hàn hoang đến hiện tại, tuy được hưởng lợi từ bối cảnh đặc biệt của thời kỳ mạt pháp, nhưng cũng không thể tách rời khỏi sự bao dung của nhân tiên hai đạo nếu nhân tiên hai đạo thực sự coi ma đạo là kẻ địch sinh tử ngay từ đầu vậy thì ma đạo sẽ không thể sống sót đến hôm nay nếu vậy thì nhân tiên hai đạo cuối cùng sẽ cùng với ma đạo tuyên chiến với thiên đạo sao tôi hỏi không hẳn người phải biết rằng không phải ai cũng có dũng khí đứng ở phía đối diện với thiên đạo những người chống lại thiên đạo phải có quyết tâm không bao giờ hối hận cùng dũng khí đối mặt với cái chết đúng vậy trong vô số ngàn năm qua quan niệm của thiên đạo đã đi sâu vào lòng người chúng sinh đều đã chịu đựng thiên đạo nhiều năm như vậy nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn họ nhất định sẽ tiếp tục nhẫn nhịn nhưng ma đạo của tôi lại khác ma đạo từ khi sinh ra đã ở phía đối diện với thiên đạo thiên đường ở bên trái ma đạo kề bên phải chiến đấu hoặc chết không có lựa chọn nào khác tạ lan hiện tại ngươi đã nắm giữ hoàn toàn sức mạnh vận mệnh không còn chịu cấm kỵ thiên đạo nữa chuẩn bị khi nào đi thái cổ thần giới nữ đế cuối cùng cũng hỏi tôi sau khi về quy khư gặp tuyết dương thì sẽ đi sau khi rời đi hy vọng nữ đế sẽ chăm sóc quy khư nhiều hơn thái cổ thần giới ở rất xa ngoài thiên hà một khi tôi đến đó những gì xảy ra ở nhân gian đều nằm ngoài nhận biết của tôi ma đạo có thể tận hưởng sự bình yên như hiện tại thứ nhất là vì thiên đạo đã chuyển trọng tâm ra ngoài thiên hà để đối phó với thái cổ thần ma thứ hai là vì quy khư có tôi ngay cả sát cục ở vực trả hồn cũng không giết được tôi có thể tưởng tượng cái giá mà thiên đạo phải trả khi tiêu diệt quy khư. Thái cổ kiếm vực cấm kỵ với đạo tổ mạnh nhất, chỉ cần tôi còn ở nhân gian, quy khư sẽ không thể bị phá hủy. Mà nếu muốn đánh bại tôi, ít nhất lực chiến phải ngang hàng với Phục Hy. Trong trường hợp này, thiên đạo chỉ có thể mời tứ tượng thần thú cùng với thần linh trí tôn thái cổ. Thần linh trí tôn thái cổ dưới chướng thiên đạo đều là những người mạnh nhất trong số thái cổ tiên dân, tương tự như sự tồn tại của Hồng Vân Lão Tổ và Minh Hà Lão Tổ vậy. Khi một người mạnh mẽ ở cấp độ này đến nhân gian, mọi hành động đều có thể xé nát kết giới của nhân gian, thiên đạo còn chưa thoát khỏi nhân quả, giờ vẫn chưa phải lúc để trạng chết chúa cũng băng hà. Từ quan điểm này mà nói, thiên đạo không có binh lực để chống lại ma đạo. Tuy nhiên, nếu tôi không ở quy khư, thủ đoạn của thiên đạo sẽ có rất nhiều, chỉ một mình trận vạn tiên sẽ không thể bảo vệ được quy khư. Cô là chủ cửu u, không phải phá quân của ma đạo, sẽ không vì ma đạo mà chiến đấu. Nữ đế đáp, chương 1138, đạo tổ lưu danh hai. Ta biết nữ đế Bệ hạ không phải phá quân ma đạo, nhưng tình cảm của đạo tổ đối với người cũng không kém gì phá quân đâu. Không cần lừa cô, phá quân đúng là tình yêu đích thực của cuộc đời đạo tổ, nhưng nữ đế có lòng nhân ái mà phá quân không bao giờ có. Cô có tồn tại trong trí nhớ của ông ấy không?" Nữ đế hỏi, từ ngày gặp được nữ đế Bệ hạ, Bệ hạ đã trở thành ký ức vĩnh hằng của đạo tổ đạo tổ đang thuyết pháp ở quỷ thành nghiệp đô, nhân gian, vừa hay lúc đó nữ đế đang tuần tra, bà đã hòa với chung với bách quỷ để lắng nghe. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau và từ đó không bao giờ quên được. Vậy thì, ông ấy có hận ta không? Đạo tổ chưa bao giờ hận bà, ông ấy hận thiên đạo. Được rồi, vì tạ mặt linh tạm xem như là có tình, nên cô sẽ giúp người bảo vệ quy khư. Có được lời hứa của nữ đế, tôi không dám chỉ hoãn thêm nữa và ngựa kiếm bay thẳng đến quy khư. Mục đích vô danh của đạo tổ là che giấu thân phận vận mệnh chi tử của mình, bây giờ danh tính của vận mệnh chi tử đã được tôi xác nhận, nên tên của đạo tổ đương nhiên sẽ không cần phải che giấu nữa. Núi Bất Chu là trụ chống trời của quy khư, nhưng về phía đông nam và nhìn ra chúng sinh trong quy khư. Điều đầu tiên tôi làm khi trở lại quy khư là khắc lại giáo lý ma đạo trên bức tường ở ngọn núi phía đông nam của núi Bất Chu. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Sau đó Tôi khắc tên Ma đạo tổ sư chỗ chữ ký. Khi nét cuối cùng của ký tự tạ mạt lăng được hoàn thành, thiên tượng ngay lập tức có sự thay đổi. Sấm sét cuồn cuộn, tia chớp đan xen nhau, biển cả vô tận nổi lên những đợt sóng lớn, toàn bộ quy khư rung động. Sự thay đổi bắt đầu ở quy khư rồi quét khắp tam giới ngay lập tức. Vạn quỷ kêu gào, bách thú rên la, tất cả cao thủ của tam giới đều đồng loạt nhìn quy khư. Ngay khi chúng sinh đang kinh ngạc và thắc mắc chuyện gì đã xảy ra ở quy khư, thì một tiếng thì thầm từ trong gió chuyển đến, như thể họ đang hô vang tên một người. Mạt lăng, mạt lăng, không biết gió từ đâu đến mà thổi khắp tam giới. Mỗi một người cũng đều nghe thấy cái tên đó. Nam Thiên Môn, Thiên Đình, Cửu Thiên Đãng Ma Tổ Sư đứng im lặng, theo sau là công chúa Đắc Kiều và các vị tướng lĩnh tiên đạo khác, tất cả đều im lặng lắng nghe tiếng thì thầm trong gió. Mãi cho đến khi tiếng thì thầm trong gió tan đi, mọi người mới hoàn hồn lại. Đãng ma tổ sư, rốt cuộc ở quy khư đã xảy ra chuyện gì? Công chúa Đắc Kiều bước tới trước mặt đãng ma tổ sư hỏi. Cửu thiên thần phong truyền tin, đang đọc lên tên của một người. Tạ mặt lăng là ai? Tại sao tên tuổi của ông ta lại gây ra dị tượng quy mô lớn như vậy trên thế giới? Ma đạo tổ sư, là ông ta, Đắc Kiều công chúa sửng sốt không nói nên lời. Khi Ngọc Hoàng Đại Đế băng hà, trong tam giới chưa bao giờ có phản ứng lớn như vậy. Tuy nhiên, hôm nay, tam giới đều phải im lặng trước tên của ma đạo tổ sư. Hàm cốc quan, nhân đạo, đạo đức thiên tôn đứng trên vách đá, phía sau có một nhóm chiến tướng nhân đạo. Gió thổi qua nam thiên môn, đương nhiên cũng thổi qua hàm cốc quan. Người của tiên đạo có thể nghe được cái tên đó thì nhân đạo cũng vậy. Tương tự như phản ứng của các đệ tử tiên đạo, tuy các đệ tử nhân đạo không biết cái tên này tượng trưng cho cái gì, nhưng bọn họ cũng cảm nhận được uy lực chấn động thần hồn của cái tên này. Đạo đức Thiên Tôn đang quay mặt về vách đá nên không ai nhận ra rằng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của ông ta. Ngay cả khi Ngọc Hoàng Đại Đế mất, Đạo đức Thiên Tôn cũng chưa bao giờ đau buồn như ngày hôm nay. "Đạo tổ, là ông ta sao?" Tạ Lưu Vân hỏi, chính là hắn, ngoại trừ hắn, không có tên tuổi của ai có thể dùng cử Thiên Thần Phong truyền khắp tam giới. Đạo đức Thiên Tôn đáp, xem ra Tạ Lan đã thu được toàn bộ sức mạnh của vận mệnh rồi. Đúng vậy, khi thân thế của hắn dần được tiết lộ, Tạ Lan và vận mệnh của hắn đã hoàn toàn dung hợp, trở thành đứa con của vận mệnh thực sự. Tạ Lan đã không thể quay đầu nữa, từ nhiều năm trước đã không thể quay đầu được rồi. Tạ Lưu Vân vô cùng cảm khái nói, vốn không có ý định quay đầu, vậy thì sao phải bận tâm. Tạ Lan đã không còn bị pháp tắc thiên đạo hạn chế, có thể xuyên qua thiên hà bất kỳ lúc nào, điều ta lo lắng nhất ở hiện tại chính là Lữ Thuần Dương. Chương 1139, Chiến thần quay về một Thần phong mạnh mẽ thổi vang nhẹ nhàng gọi tên đạo tổ. Mạt Lăng, Mạt Lăng, so với phản ứng của tam giới, phản ứng của đệ tử ma đạo là trực quan nhất. Không ai không rơi nước mắt, kể cả tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá thấp sự vang vọng mà tên của đạo tổ để lại, vốn tưởng rằng chỉ có tam giới nhân gian mới nghe được cái tên này, nhưng không ngờ rằng Kiêm Hà, người đang ở xa nơi thiên hà cũng nghe thấy thông điệp này từ sâu thẳm trái tim. Dù có ở xa đến đâu, dù là đến tận cùng thế giới hay xuyên suốt các vị diện của thế giới, chỉ cần là đệ tử ma đạo, đều có thể nghe thấy tên của ma đạo tổ sư. Sâu trong hư không vũ trụ, vượt ra ngoài dãy thiên hà. Trong vài tháng qua, tộc huyễn ma thái cổ vẫn đang chiến đấu với đại quân tinh nhuệ của thiên đạo. Lúc đầu chỉ là công đánh tập thể của đại quân, nhưng sau đó thì đại quân của thái cổ tiên dân cũng tham gia trận chiến. Đại quân của thái cổ ma giới thương vong nặng nề, ba trong số 12 tộc huyễn ma đã thất thủ. Nếu như không có băng xương bảo lũy của thái cổ minh giới vẫn luôn đứng trước trận lấy áp lực nặng nề, có lẽ đại quân ma giới đã bị đánh bại từ lâu. Ngay cả khi hiện giờ còn có thể miễn cưỡng duy trì trận hình không để bị loạn, đại quân ma giới cũng không thể chịu được sự tiêu hao. Kiêm Hà lên kế hoạch rút quân, muốn quay về thái cổ ma giới để chỉnh đốn quân lực. Ý chí của Ngạo Phong sớm đã được gửi về núi Thánh Ma, tính toán thời gian thì cũng đã đến lúc thức tỉnh rồi. Một lần nữa phải trả giá đắt, sau khi đẩy lùi hai đội quân tiến công của Thái Cổ Tiên Dân, Kiêm Hà đã đến băng xương bảo lũy và nói với Thủy Họa về việc rút quân. Ma giới bị tổn thất nặng nề, nhưng tổn thất của minh giới vẫn luôn nằm trong mức có thể chấp nhận được. Nguyên nhân là nằm ở sự tồn tại của tử thần, chỉ cần thùy hòa còn trụ vững, toàn bộ đại quân của tử thần sẽ nhận được sự bảo vệ từ thần niệm của cô ấy. Tử thần lấy hồn năng làm nguồn sức mạnh, nơi nào có chiến tranh nơi đó có cái chết, sau mỗi trận chiến đều có vô số linh hồn có thể bị thùy hòa hấp thu sử dụng. Băng xương bảo lũy là một pháo đài cứng rắn, cho dù không có sự trợ giúp của đại quân thái cổ ma giới, nếu muốn đánh bại nó, đại quân của Thái Cổ Tiên Dân cũng phải trả cái giá đắt. Mà cho đến hiện nay, đại quân Thái Cổ Tiên Dân vẫn chưa phái ra chủ lực tinh nhuệ, các vị Thái Cổ Thần Linh chí Tôn cũng không tham chiến, cứ như vậy, chỉ cần Thùy hỏa không chết thì không ai có thể phá vỡ được băng xương bảo lũy. Trên tầng cao nhất của băng xương bảo lũy, ngai vàng tử thần, Thủy Họa đang ngồi trên ngai vàng với một khuôn mặt vô cảm. Trong thời gian qua, hàng trăm ngàn đại quân thâm huyên đã chết dưới lưới hái tử thần. Mà trong những cuộc chiến gần đây, lưỡi hái tử thần đã thu hái được vô số đại quân thái cổ tiên dân chừng nào hồn năng còn tồn tại thì tử thần là một sự tồn tại không thể lay chuyển so với thủy hỏa kiêm hà nhìn có chút mệt mỏi các trận chiến cường độ cao đã đánh gục tinh thần của cô một cách nghiêm trọng đồng thời cô cũng chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ quân đội quân đội của thái cổ ma giới là dạng liên minh mỗi chiến đội đều do một ma chủ chỉ huy trong trận chiến thì cần kiêm hà thần niệm để phối hợp kém xa sự đoàn kết một lòng như đại quân tử thần do chỉ chịu sự chỉ huy của tử thần. Trên thực tế, trong tam giới thái cổ, sức mạnh tổng thể của minh giới lại yếu nhất. Thế nhưng, kể cả thái cổ ma giới lẫn thái cổ thần giới đều không có ý định trinh phạt thái cổ minh giới. Lý do là vì tử thần có quyền kiểm soát tuyệt đối với minh giới. Thậm chí, ngay cả khi minh giới có một cuộc khủng hoảng trầm trọng, tử thần có thể trực tiếp hấp thụ ý chí của những vong hồn của họ từ đại quân minh giới. Một tử thần như vậy thì thiên đạo cũng phải kiêng dè. Khi đó, khi thiên đạo phá hủy tam giới thái cổ, tử thần chúng phải kế hoạch của thiên đạo và xa lánh đại quân minh giới. Bằng không, cho dù thiên đạo đến cùng có thể thanh trừ thái cổ minh giới thì cũng sẽ phải trả giá cực kỳ đau đớn. Người cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nhìn thấy kiêm hà đến gần, thùy hỏa cực kỳ hiếm thấy đã chủ động lên tiếng. Trận đấu liên miên không có hồi kết, ma tộc của tôi không thể chịu được tổn thất, tôi chuẩn bị rút quân đây. Kiêm hà nói, cũng tốt, thùy họa nhàn nhạt đáp, còn cô thì sao có dự định gì ở lại và tiếp tục chiến đấu cuộc chiến tranh giành thần vương ở thái cổ thần giới vẫn cần một khoảng thời gian nếu không cô cũng tạm thời quay lại thái cổ minh giới đến lúc đó tam giới chúng ta sẽ đồng thời xuất binh kiêm hà đưa ra quan điểm của mình nếu chúng ta đồng thời rút lui đại quân thái cổ tiên dân sau khi mất đi mục tiêu sẽ bắt đầu tấn công tam giới thái cổ thần giới cho đến nay vẫn chưa bầu ra một vị thái cổ thần vương chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của họ vậy nên cô định ở lại dây dưa với đại quân thái cổ tiên dân. Đúng vậy, nhìn thấy Thủy Hỏa đã quyết định tâm ý, Kiêm Hà mặc dù lo lắng cho an nguy của cô ấy nhưng cũng không tiếp tục thuyết phục. Thái cổ thần giới quả thực cần một đầu cầu để bảo vệ, chỉ có đại quân tử thần của Thủy Hỏa mới có thể gánh vác nhiệm vụ quan trọng này. Vị trí hiện tại của băng xương bảo lũy là con đường duy nhất đi đến thái cổ thần giới. Sau khi thương lượng với Thủy Hỏa xong, Kiêm Hà chuẩn bị rời đi. Vào ngày Úc này, Cô nghe thấy giọng nói phát ra từ sâu thẳm tâm hồn mình, lập tức hóa đá. Một khoảng im lặng kéo dài và đợi khi tỉnh táo lại, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt. Cô biết cái tên đó thuộc về ai mà không cần bất kỳ thông tin nào. Bởi vì khi nghe đến cái tên này, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là ma đạo tổ sư trong Huyền Quan Huyễn Ma. Kiêm Hà cứ để nước mắt tự do chảy ra, quay lại nhìn Thùy Hỏa. Điều khiến cô thất vọng là thần sắc của Thùy Hỏa không hề thay đổi. Vừa rồi cô không nghe thấy cái tên đó à? Kiêm Hà hỏi, không có, Thùy Họa nói, ô, tôi hiểu rồi. Kiêm Hà thất vọng đáp, chương 1140, chiến thần quay về hai. Hiểu ra chuyện gì, cô đã quên hết tất cả, không còn là đệ tử ma đạo nữa, cho nên mới không nghe thấy. Người nghe được tên ai? Thùy Họa hỏi, ma đạo tổ sư, nói xong, Kiêm Hà rời khỏi băng xương bảo lũy. Sau khi Kiêm Hà rời đi, Thùy Họa bước xuống ngai vàng, đi vào giữa quảng trường. Những bông tuyết rơi từng mảnh trên tóc, gò má và lông nghi của cô. Một cơ thể lạnh lẽo và không có nhiệt độ thì những bông tuyết sẽ không bao giờ tan chảy. Chẳng mấy chốc, toàn thân Thùy Họa bị tuyết bao phủ và biến thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng. Sau 9 lần niết bàn, Thùy Họa tưởng như mình đã quên hết mọi chuyện mãi mãi. Thế nhưng, khi âm thanh đó vang lên, cô vẫn nghe thấy tiếng vỡ vụn. Cô có thể đóng băng cảm xúc của mình, đóng băng mọi sự kiện trong quá khứ và thậm chí đóng băng trái tim của chính mình. Nhưng khi giọng nói đó vang lên, nó lập tức tan vỡ trước mặt kiêm hà cô cũng có thể cưỡng chế đè nén tác động cảm xúc của cái tên này đối với mình vẫn thờ ơ như cũ và nói với kiêm hà rằng cô không nghe thấy gì đợi sau khi kiêm hà rời đi ngọn lửa trong mắt thủy họa bắt đầu bùng cháy dữ dội suy nghĩ của cô bắt đầu hỗn loạn nhiều sự kiện quá khứ đóng băng đang kêu gào trỗi dậy muốn trồi lên từ một khuyết điểm sâu trong biển ý thức của cô tuyết ngày càng dày đặc và điên cuồng hơn giống như suy nghĩ của cô tuy nhiên cho đến khi ngọn lửa trong mắt thủy họa bị dập tắt những sự việc trong quá khứ đó vẫn chưa xuất hiện. Ta không phải phá quân, ta là tử thần của thái cổ minh giới. Nói xong, Thùy Họa bước trở lại ngai vàng và nhắm mắt lại. Tử thần đã đạt được 9 lần niết bàn thực sự có thể quên đi mọi thứ. Trừ khi, bản thân cô ấy sẵn sàng nhớ đến điều đó. Trong tam giới thái cổ, ma giới tràn ngập ma ý, bầu trời tối tăm không rõ ràng. Ma ý làm ô nhiễm toàn bộ tâm thức của mọi sinh vật, cũng mang lại cho chúng sức mạnh to lớn. Ma là loài điên rồ nhất, vì vậy chiến tranh chưa bao giờ dừng lại ở thái cổ ma giới, giết chóc và hỗn loạn vô tận là điều bình thường trong thái cổ ma giới. Thái cổ ma giới tràn ngập sự chết chóc, cả thế giới tràn ngập nỗi đau chết chóc. Chúng ta không sống cũng không chết, chúng ta sẽ bị cả người sống và người chết lãng quên. Chúng ta quay trở lại thế giới mà chúng ta đã từng nói lời tạm biệt, nhưng chúng ta không bao giờ có thể quay lại những ngày tháng chúng ta đã sống, cũng không bao giờ có thể quay lại bên cạnh những người chúng ta từng yêu thương chúng ta vừa là một sự tồn tại vừa là một lời nguyền rủa nên chúng ta quên đi quá khứ và bị quá khứ lãng quên ở thái cổ minh giới chưa bao giờ có tiếng cười vui cái chết và nỗi đau là chủ đề muôn thuở trong thái cổ minh giới tuy nhiên thái cổ thần giới lại khác thái cổ thần giới thần thánh thiêng liêng không có sự hỗn loạn của ma giới cũng không có bi thương của minh giới thái cổ chư thần đều có công việc riêng của mình sức mạnh của trật tự luôn hiện diện ở nơi này tuy nhiên trong thái cổ thần giới ngày nay sức mạnh trật tự đã gặp phải những thách thức nghiêm trọng dần dần bắt đầu trở nên hỗn loạn nguyên nhân của tất cả những điều này là vì thiên đạo sắp trở lại mà thái cổ thần giới giờ đây vẫn chưa thể chọn ra thái cổ thần vương thái cổ lôi thần đã mất đi sự kế thừa của lôi chủ thái cổ kiếm thần và thái cổ chiến thần cũng vậy sự vắng mặt của ba thần tộc mạnh nhất đã dẫn đến sự tranh giành vị trí thần vương trở thành nguồn gốc rắc rối trong thái cổ thần giới thần quang minh thần thái dương nữ thần tự nhiên nữ thần băng tuyết nữ thần phục thù, hải thần, phàm là tất cả các vị thần có thể được xếp hạng cao trong thái cổ thần giới đều đang đăm đăm ngay vàng thái cổ thần vương, phong khởi vân dũng, phân tranh tứ khởi, thái cổ chiến thần tộc, anh hùng chi thành sao, sao gió thổi mây bay, phân tranh nổi lên khắp nơi. Tộc thái cổ chiến thần là thành lũy của anh hùng, thân là một tộc của thái cổ thần vương trước đây, thành anh hùng trước đây có thể nói là tòa thành hùng vĩ nhất trong thái cổ thần giới. Tường thành cao ngất trời, thần điện linh thiêng và uy nghiêm. Tượng thần cao hàng ngàn trượng đầy vẻ uy nghiêm, mà thành anh hùng hôm nay đã mất đi sự uy nghi từ lâu. Do thiếu vắng sự hiện diện của chủ thần, dẫn đến quy mô của thành sau khi được xây dựng lại đã giảm đi rất nhiều, thậm chí còn không cao bằng một số thành trì của các vị thần cấp thấp. Nếu không phải thái cổ thần giới chủ trương mệnh lệnh, tộc thái cổ chiến thần đã sớm bị các thần tộc khác thôn tính từ lâu. Ngày hôm nay là ngày mà tộc thái cổ chiến thần tổ chức lễ hiến tế. Như thường lệ, tất cả thành viên trong tộc sẽ tham gia và cầu nguyện cho chiến thần sớm quay trở lại. Tại quảng trường của điện chiến thần, tộc chiến thần chia thành 5 đội hình và đứng im lặng. Ngay trước mặt họ là một tế đàn cao, làm bằng vàng, bên trên còn có ngai vàng tử kim. Không biết có bao nhiêu tộc nhân đang nhìn chằm chằm vào ngai vàng chiến thần, âm thầm ước nguyện bản thân có thể ngưng tụ ra thần cách hoàn chỉnh của thái cổ chiến thần, lên được ngai vàng để trở thành thái cổ chiến thần. Tuy nhiên, lại chưa bao giờ thành công cũng có những thành viên mạnh mẽ của bộ tộc Chiến Thần bị ép lên ngôi Chiến Thần mà không có thần cách hoàn chỉnh, kết quả là thần hồn của họ bị tan vỡ, chảy máu đến chết. Trải qua vô số ngàn năm, ngai vàng của Chiến Thần đã hấp thụ biết bao máu tươi của tộc nhân, nhưng vẫn trống rỗng cho đến tận hôm nay. Cho đến hiện tại, đã không ai trong tộc Chiến Thần dám lên ngai vàng của Chiến Thần nữa. Nghi lễ hiến tế đã bắt đầu, năm bộ tộc Chiến Thần cùng nhau quỳ xuống, hướng về ngai vàng Chiến Thần, âm thầm cầu nguyện thần Chiến tranh sớm trở về một nghi lễ linh thiêng và trang trọng khiến cả tòa thành anh hùng vô cùng yên tĩnh. Vì vậy, khi có người mang ủng kim loại bước vào thành, mọi người ai cũng đều nghe thấy tiếng bước chân. Các trưởng lão của năm bộ tộc chiến thần chịu trách nhiệm chủ trì buổi lễ hiến tế đứng dậy, đồng loạt nhìn về phía cổng thành, sau đó họ nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiến giáp tử kim, đang đi về phía họ. chương 1141, Bảo tỏa của chiến thần một. Đàn ông của tộc chiến thần khí phách oai hùng thân hình cao lớn, còn phụ nữ cũng vô cùng cường tráng và xinh đẹp, người bình thường cũng phải cao tầm hai trượng, những dũng sĩ tộc chiến thần còn cao hơn 10 trượng. Cả nam lẫn nữ đều có làn da màu đồng, cơ bắp rắn giỏi, võ công cao cường, mỗi người đều sở hữu vẻ đẹp và sức mạnh hoang dã. Tộc chiến thần sùng bái sức mạnh, họ cho rằng tinh thần và thế xác cường tráng mới là nguồn gốc của sức mạnh. Thân hình của mộ dung nguyên rể cũng được tính là khá cao lớn ở nhân gian, còn cao hơn những cô gái bình thường một cái đầu, nhưng đứng ở đây lại biến thành mỏng manh yếu đuối cho dù khoác lên người bộ chiến giáp tử kim oai phong lẫm liệt, cũng không thể hiện ra chút uy nghiêm nào. Nhưng mà, tố chất lãnh đạo bẩm sinh, kết hợp cùng thần cách chiến thần hoàn chỉnh, giúp trên người mộ dung nguyên duệ tỏa ra sức mạnh kinh người, không kẻ nào dám xem thường. Men theo bước chân ngày càng đến gần của cô ấy, toàn bộ tộc nhân của tộc chiến thần đều xoay người sang, hướng mắt về phía cô ấy. Mộ dung nguyên duệ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ những người có mặt ở đó, tiếp tục tiến đến vương tọa đặt trên tế đàn, không ai biết lai lịch xuất thân của mộ dung nguyên duệ cũng không ai biết vì sao cô ấy lại đột nhiên ghé qua chỗ này năm vị trưởng lão trố mắt nhìn nhau cũng không tìm ra lời giải đáp cho dù có nhiều điều thắc mắc nhưng cũng không có ai mở miệng hỏi tất cả đều tự giác đứng bên cạnh im lặng quan sát tình hình thấy mộ dung nguyên duệ sắp bước lên quảng trường chiến thần hai vị dũng sĩ canh kim canh giữ tế đàn tiến lên chặn đường cô ấy Tộc canh kim là bộ tộc có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất trong năm dòng dõi trực hệ của tộc chiến thần, sở hữu năng lực cận chiến vô cùng đáng gờm, chính là mũi giáo tấn công kẻ thù của tộc chiến thần. Thành anh hùng có thể giữ được vị thế độc lập trong suốt mấy ngàn năm ở biên giới phía bắc thái cổ thần giới, tất cả đều nhờ vào những dũng sĩ kiên cường của tộc canh kim. Cho dù ngôi vị chủ thần đã để chống nhiều năm, nhưng vẫn không có một tên nào cả gan có mưu đồ đánh chiếm thành anh hùng. Trong năm bộ tộc chiến thần, tộc chủ canh kim sát phạt quyết đoán, tộc chủ mậu thổ chuyên về phòng ngự, tộc trưởng ất mộc phụ trách việc phát triển thịnh vương, tộc ly hỏa và ngưng thủy nhận nhiệm vụ duy trì trận pháp, thủy hỏa luân phiên canh gác thành anh hùng. Thực chất, tộc chiến thần trước giờ chưa từng thiếu dũng sĩ, thiếu là thiếu chủ thần nắm vai trò thống soái chỉ huy đội quân. Tộc chiến thần tái sinh đã mất đi truyền thừa của đạo chiến thần hoàn chỉnh, thế nên năm tộc chiến thần không thể phát huy uy lực toàn diện của trận pháp. Chiến tranh nổ ra giữa các thần tộc, thì uy nghiêm của chủ thần chiếm giữ nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Thái cổ chiến thần có 5 cấp độ thần uy, trực tiếp mở ra lĩnh vực của thần đến từ các phương, nắm quyền kiểm soát đại quân năm tộc chiến thần. Dưới ánh hào quang trói lọi của chiến thần, thì tộc Thái cổ chiến thần đã trở thành kẻ bất khả chiến bại ở Thái cổ thần giới. Lúc này đây Lôi thần đã ra cả, Kiếm thần vẫn chưa xuất hiện, không một ai có thể làm lung lay địa vị của Thái cổ chiến thần ở thần giới. Hôm nay, vì Thái cổ chiến thần mãi không quay về, mới khiến địa vị của dòng tộc chiến thần tụt dốc không phanh. Nếu tình hình ở Thái Cổ Chiến Thần vẫn ổn định, thì thành anh hùng sớm đã bị các thần tộc khác chiếm đóng rồi. Trật tự và quy tắc không thể mang lại sự yên bình thật sự cho người dân. Bởi vì trật tự sẽ có một ngày bị phá vỡ, quy tắc cũng không thể ngăn cản được kẻ mạnh. Khi Thái Cổ Ma Giới và Thái Cổ Minh Giới lần lượt được thống nhất, Thái Cổ Thần Giới ngày càng cần một Thái Cổ Thần Vương chủ trì mọi chuyện, dẫn dắt chư thần Thái Cổ khiến chiến với thiên đạo. Dưới tình hình hiện nay, cho dù tộc thái cổ chiến thần không tham gia vào cuộc chiến tranh giành ngôi vị thần vương thì cũng khó tránh khỏi việc bị liên lụy bởi vì thành anh hùng được tranh bị nhiều tài nguyên chiến đấu chứa đựng khí tức tiên thiên ngũ hành nồng đậm một khi cuộc chiến giữa chư thần nổ ra chắc chắc sẽ dòm ngó đến thành anh hùng vì thế đối với tộc chiến thần mà nói việc các vị thần quay về cũng là chuyện vô cùng cấp bách cho dù biết không có thần cách chiến thần hoàn chỉnh thì không thể đăng cơ làm thái cổ thần vương hôm nay họ vẫn phái ra năm người trẻ tuổi ưu tú nhất chuẩn bị thử sức một lần. Tộc Canh Kim chọn ra chiến sĩ mạnh nhất, dũng sĩ đấu kiếm chiến vô phá. Tộc Ất Mộc chọn ra một vị dũng sĩ vô cùng xinh đẹp sở hữu đôi mắt màu lục bảo, chiến vô ngấn. Tộc Ly Hỏa cũng chọn ra một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, nắm giữ áo nghĩa hỏa diệm chiến vô diệp. Và chiến vô thương của tộc Mậu Thổ, chiến vô thâm của tộc Ngưng Thủy. Năm vị chiến binh trẻ tuổi này mang theo quyết tâm chiến đấu đến chết đã chờ sẵn trước vương tọa chiến thần. Tuy bọn họ không có thần cách chiến thần hoàn chỉnh, Đạo chiến thần cũng chỉ nắm vững được một phần nhỏ thuộc riêng về gia tộc mình. Cho dù họ biết cơ hội thành công ngồi lên ngôi báu khá thấp, nhưng bọn họ vẫn quyết tâm muốn thử thách bản thân một lần cho dù có phải nhận cái kết đắng cũng không hối hận. Bởi vì, thời không đợi người, nếu như tộc chiến thần vẫn không bình chọn ra chủ thần của riêng mình thì rất nhanh sẽ trở thành vật hy sinh thê thảm của cuộc chiến chư thần. Thứ họ mất đi không chỉ là thành anh hùng, mà còn là danh dự là vinh quang đại diện cho tộc chiến thần. Ngoài việc đó ra, bọn họ muốn ngồi lên ngai vàng chiến thần, còn vì một truyền thuyết. chương 1142, Bảo tỏa của chiến thần 2. Truyền thuyết kể rằng, nếu có một người mang ý chí kiên định quyết không lùi bước, bằng lòng chờ hy sinh vì tộc chiến thần, sẽ nhận được sự chiếu cố từ vận mệnh, được ban thưởng thần cách chiến thần hoàn chỉnh, trở thành thái cổ chiến thần. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, chưa từng được kiểm chứng, thế nên hôm nay năm người trẻ tuổi này quyết định dùng tính mạng của mình ra đánh cược một phen. Bị hai dũng sĩ tộc canh kim ngăn cản, thái độ của mộ dung nguyên duệ vẫn khá bình tĩnh hiển nhiên không xem chuyện này ra gì. Các hạ là ai? Một vị dũng sĩ cất tiếng hỏi. Mộ dung nguyên duệ đến từ nơi nào? Đợi một lát thì các người sẽ biết thôi. Nói xong, mộ dung nguyên duệ không thèm nhìn hai người họ tiếp tục tiến lên phía trước. Hai vị dũng sĩ tộc canh kim rút kiếm ngăn cản, mộ dung nguyên duệ thi triển thân pháp nhanh như chớp. Hai người chưa kịp nhìn rõ, thì mộ dung nguyên duệ đã bước lên quảng trường chiến thần rồi. Nhìn thấy mộ dung nguyên duệ dám làm loạn, dũng sĩ tộc chiến thần canh gác tế đàn lập tức hành động, bao vây xung quanh cô ấy. Không có kẻ nào có thể thách thức tôn nghiêm của tộc chiến thần ngày hôm nay. Trưởng lão tộc canh kim ngẩng đầu nhìn mộ dung nguyên duệ nói. Bất kỳ kẻ muốn trả đạp lên danh dự của tộc chiến thần, bắt buộc phải trả giá đắt. Trưởng lão ất mộc nói, cô gái yếu đuối kia, nói ra mục đích thật sự của cô đi. Tộc trưởng ly hỏa nói, ta đến vì bọn họ. Mộ Dung Nguyên Duệ chỉ về hướng năm vị dũng sĩ được chọn đang đứng trên tế đàn vì bọn họ, trưởng lão mậu thổ hỏi, không sai, nếu ta đoán không lầm, họ định sẽ tiến hành nghi thức đăng cơ lên ngôi vị chiến thần vương. Phải thì đã sao, trưởng lão tộc mậu thổ nói, sẽ chết đó, tất cả bọn họ đều sẽ chết, hôm nay chiến thần sẽ được sinh ra, nhưng chắc chắn không phải một trong số bọn họ. Mộ Dung Nguyên Duệ bình tĩnh nói, làm sao cô biết được, bởi vì ta mới là thái cổ chiến thần thật sự, lời này vừa dứt đã ngay lập tức chọc giận năm vị trưởng lão bất kỳ ai cũng không thể xem thường chiến thần, họ không thể tha thứ cho một cô gái không biết từ đâu đến ở đây buông lời nhục mạ danh dự của chiến thần. Lúc bọn họ chuẩn bị ra tay, Mộ Dung Nguyên Duệ lại nói, cần gì phải đả động đến nhiều người như vậy, nếu như các vị đã chọn ra 5 vị dũng sĩ mạnh nhất, tại sao không để họ đấu một trận với ta? Mộ Dung Nguyên Duệ vừa dứt lời, chiến vô phá của tộc canh kim lập tức đáp lại, để tôi đấu với cô ta. Cơ thể của chiến vô phá khá cao lớn, khoảng 7 trượng mặc một bộ giáp thiết đồng, đứng trước mặt mộ dung nguyên duệ, hoàn toàn chắn hết tầm nhìn của cô ấy. Hai tay nắm chặt thanh kiếm ba cạnh, thân dài năm trượng, dày bảy tấc, nặng tựa ngàn cân. Chỉ cần dựa vào việc nắm giữ đạo canh kim, mỗi một đường kiếm đều có thể bộc phát ra sức mạnh hủy diệt trời đất. Cho dù có thân thể đạo tổ cũng không thể chống đỡ được đòn tấn công của chiến vô phá, kiếm khí mạnh đến mức thiên tôn cao ngạo ngang ngược cũng phải tránh né để bảo toàn mạng sống. Nếu lấy sức mạnh chiến đấu ở nhân gian làm thước đo, thì chiến vô phá đứng ngang hàng với chiến thần hình thiên thời kỳ hồng hoang. Cả hai đều hữu dũng vô song, sát phạt quyết đoán, sinh ra để chiến đấu. Tộc chiến thần không tu luyện thuật pháp thần thông, đạo canh kim có thể đem tất cả khí tức tiên thiên canh kim hóa thành kiếm khí. Không chỉ đơn giản như vậy, năm loại đạo chiến thần đều có thể ngự khí phi hành, lên trời xuống đất không gì là không làm được. Đây chính là sự khác biệt giữa thần tộc và người phàm, được xưng là chư thần, tất nhiên phải có năng lực vô cùng lợi hại trên người nhìn thấy chiến vô phá đồng ý xuất trận các dũng sĩ của tộc chiến thần đang bao vây mộ dung nguyên duệ đều đồng loạt lùi ra sau lúc này đây quảng trường chiến thần được dọn sạch một chỗ trống dùng làm chiến trường của hai người họ vô phá đừng làm tộc nhân bị thương đó tộc trưởng tộc mộc tộc nói mộc trưởng lão lo quá rồi kiếm pháp của vô phá sắc bén như mãnh hổ bá đạo vô biên độ tinh xảo ảo diệu của nó tuyệt đối không kém thành kiếm trường sinh của đồ đệ ông đâu tộc trưởng canh kim nói kỹ thuật dùng kiếm không cần dựa vào lưỡi kiếm, nhưng kiếm ba cạnh của của chiến vô phá là có điểm khác biệt, kiếm như con chim ưng bay lượn trong bão tuyết, biến sát khí ngưng tụ từ khí thức canh kim trở nên vô cùng tao nhã linh động. Chính vì loại kiếm pháp vô cùng đặc biệt này mới giúp chiến vô phá giành được danh hiệu chiến sĩ mạnh nhất trong năm tộc chiến thần. Mà cậu ta cũng là người được kỳ vọng sẽ giành được phần thưởng trong đại điển lần này. Kiếm của cậu đã giành được tinh túy của đạo chiến thần, đáng tiếc, trung quy cũng chỉ là của một dòng tộc mà thôi nói xong mộ dung nguyên duệ triệu hồi ra phân thần tiên thiên canh kim nhìn thấy một phân thần giống hệt mộ dung nguyên duệ người của tộc chiến thần giật cả mình sắc mặt của năm vị trưởng lão cũng tối sầm lại bọn họ không hẹn mà gặp đều nghĩ đến một chuyện nghe đồn rằng thái cổ chiến thần có thể triệu hồi ra năm phân thân kim mộc thủy hỏa thổ thống lĩnh đại quân năm tộc lẽ nào cô gái này thật sự đã ngưng tụ ra thần cách thái cổ chiến thần hoàn chỉnh rồi sao nhưng thần cách làm sao có thể xuất hiện trên người một kẻ ngoại tộc chứ Chiến vô phá chém một kiếm, phân thần canh kim của mộ dung nguyên duệ tiến lên nghinh chiến. Hai kiếm giao nhau, chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, khiến cả tòa quảng trường rung lắc dữ dội. Sức mạnh chiến đấu của chiến vô phá vốn là đứng đầu ở tộc chiến thần, nhưng không ai ngờ rằng, một phân thần của mộ dung nguyên duệ đã có được lực công kích lợi hại như thế rồi. Không chỉ thành công chặn một kiếm của chiến vô phá, còn đứng yên một chỗ không hề bị đẩy lùi. Ý chí chiến đấu của chiến vô phá bộc phát, điên cuồng ra chiêu một chiêu còn nhanh hơn chiêu trước một nhát kiếm còn ảo diệu hơn nhát trước phân thần canh kim của mộ dung nguyên duệ có đầu óc phán đoán dự liệu như thần mặc kẻ kiếm của đối phương tấn công ở hướng nào cũng nhanh chóng chặn được một cách vô cùng chuẩn xác mà bản thân cô ấy vẫn luôn bình tĩnh thưởng thức trận đấu thấy thế trưởng lão mộc tộc truyền âm cho chiến vô ngấn tiếp đó chiến vô ngấn cầm kiếm trường sinh xuất trận nhìn thấy chiến vô ngấn xuất trận mộ dung nguyên duệ mỉm cười triệu hồi ra phân thần ất mộc nghinh chiến Tiếp đó, chiến vô diệm của tộc Ly Hỏa và chiến vô thâm của tộc Ngưng Thủy cũng lần lượt tiến lên, Mộ Dung Nguyên Duệ lại triệu hồi ra hai phân thần nữa. Bốn trận đầu cùng lúc diễn ra, mặc kệ bốn vị dũng sĩ dở hết mọi chiêu thức hay thủ đoạn, cũng không thể tổn thương đến một cộng tộc của phân thần. Cuối cùng, chiến vô thương của tộc Mậu Thổ thách đấu với bổn tôn Mộ Dung Nguyên Duệ. Năm trận đấu đánh tới khi trời sập tối, tình hình gây cấn nghẹt thở. Từ lúc kinh ngạc bàng hoàng, dần dần chuyển sang lĩnh ngộ đạo chiến thần. Đến cả năm vị trưởng lão cũng quên đi nỗi bất an, toàn tâm toàn ý say mê thưởng thức mộ dung nguyên duệ phô bày đạo chiến thần hoàn hảo. Bởi vì bọn họ phát hiện ra, những gì mà trận đấu này đã dạy họ còn vượt xa những kiến thức mà cả đời họ học được. Và rồi, trận đấu tiến vào những giây phút cuối cùng. Chiến vô thương sức cùng lực kiệt, và bốn người kia cũng xin rút lui khỏi trận đấu. Trận đấu kết thúc, không khí ở quảng trường chìm vào im lặng, tất cả mọi người đều sùng bái kính nể mộ dung nguyên duệ. Lúc này đây, không còn ai dám nghi ngờ cô ấy, bởi vì ngoài thái cổ chiến thần, trên đời này không còn ai sở hữu đạo chiến thần hoàn hảo như vậy. Mộ Dung Nguyên Duệ thu hồi bốn phân thần, rồi bước từng bước đến ngai vàng chiến thần. Ngai vàng do người dân chiến thần thiết kế, nên khá to lớn, dáng người nhỏ nhắn của Mộ Dung Nguyên Duệ khi ngồi lên đó quả thật có chút không phù hợp. Vậy nên cô ấy không dự định ngồi trên đấy, mà đứng trên tế đàn nhìn xuống tộc nhân của tộc chiến thần, dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người họ. Trưởng lão canh kim quỳ xuống trước tiên, tiếp đó toàn bộ người của tộc chiến thần cũng đồng loạt quỳ xuống. Họ chân thành hét lớn, cung nghênh quân chủ trở về. chương 1143, thần chiến bắt đầu một Thành anh hùng, điện chiến thần. Điện chiến thần quả thật công trình đồ sộ nhất thành anh hùng. Cho dù đã để trong nhiều năm, lòng sùng kính của tộc nhân cũng vẫn chưa từng mất đi. Hôm nay điện chiến thần cuối cùng cũng đã có chủ nhân, toàn tộc chiến thần vui mừng khôn xiết. Anh hùng không hỏi xuất thân, tộc chiến thần chỉ sùng bái anh hùng, thế nên huyết thống của mộ dung nguyên duệ cũng không nhận quá nhiều lời chất vấn thậm tệ. Cho dù có người này sinh lòng nghi ngờ, cũng sẽ chọn giữ im lặng vì đạo chiến thần hoàn hảo của mộ dung nguyên duệ. Bởi vì bọn họ biết, tộc chiến thần ngày nay không thể thiếu mộ dung nguyên duệ. Chỉ có đạo chiến thần hoàn chỉnh, mới giúp bọn họ tìm lại vinh quang đã mất. trưởng lão của năm tộc, và năm vị dũng sĩ, cùng mười mấy chiến tướng cấp cao của tộc chiến thần đều tề tựu về điện chiến thần, bàn luận việc tranh giành ngôi vị thần vương của thái cổ thần giới trên bàn cát, phạm vi thế lực của thần tộc đều được mô tả rõ ràng. Tộc mạnh nhất là tộc thần Thái Dương, chủ thần Thái Dương nắm giữ sức mạnh cốt lõi của mặt trời, có thể mở ra lĩnh vực thuần diệm sao, uy lực hủy diệt còn mạnh hơn cả ma đạo nguyên phượng tổ sư Hy Hòa. Sao thuần diệp, ngọn lửa thuần khiết, sánh ngang với tộc thần Thái Dương là tộc thần Quang Minh, chủ thần Quang Minh cũng là người thừa kế áo nghĩa của ánh sáng, có thể bắn ra tia sáng bảy màu, thủ đoạn còn cao tay hơn thất thải minh vương khổng tuyên. Trùng hợp là, bất luận là tộc thần Thái Dương hay là tộc thần Quang Minh, vật tổ thờ cúng của họ là Nguyên Phượng. Bởi vì Nguyên Phượng là đứa con của ánh sáng, tại trời đất này chỉ mình Nguyên Phượng được sinh ra từ tinh hoa của ngọn lửa thuần khiết. Từ trước khi khi thần thú Hỗn Độn xuất hiện tại nhân gian, thái cổ thần giới đã dự đoán được sự tồn tại của chúng. Họ tiên đoán, Nguyên Phượng có lẽ sẽ được sinh ra ở thái cổ thần giới, Tổ Long sinh ra ở thái cổ ma giới, Kỳ Lân sinh ra ở thái cổ minh giới. Nếu như lời tiên đoán thành sự thật, vậy thì thiên đạo hoàn toàn không đủ sức đánh bại thái cổ thần giới cũng sẽ không có nhân gian sau này hưng thịnh sang suy thoái là quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi trước giờ chưa từng có sự tồn tại vĩnh hằng không thay đổi theo thời gian cho dù là vì sao lạnh lẽo nhất cũng sẽ có ngày vụt tắt thái cổ tam giới đại diện cho quá khứ của vũ trụ vậy thì tam đại thần thú hỗn độn chỉ có thể được sinh ra ở nhân gian nơi đại diện cho vũ trụ hiện nay vì nhân gian vượt qua hỗn độn mở ra một vùng trời hoàn toàn mới hưng thịnh sang suy thoái cũng đang nói đến thiên đạo, thật ra, thời kỳ đỉnh cao của thiên đạo đã trôi qua, vậy nên lần này hắn ta mới vội vã cắt đứt sợi xích trói buộc của vận mệnh, hy vọng bản thân có thể tự mình nắm giữ vận mệnh của riêng mình, trở thành đấng tối cao tồn tại vĩnh viễn trong vũ trụ. Ngoài tộc thần Thái Dương và tộc thần Quang Minh ra, nữ thần tự nhiên và con dân của bà ấy cũng có tư cách tranh giành ngôi vị Thái Cổ Thần Vương. Nữ thần tự nhiên tiếp quản hiện tượng tự nhiên trong Thái Cổ Thần Giới, có thể tập hợp sấm, chớp, gió, mưa, lửa, nước, thậm chí sức mạnh vạn vật để mở ra thần vực tự nhiên. Nhưng mà, nữ thần tự nhiên bị tộc thần Thái Dương kiểm soát chặt chẽ, muốn chiến thắng được bọn họ, bà ấy bắt buộc phải tìm kiếm đồng minh. Mà đồng minh thích hợp nhất của bà ấy, chính là gia tộc Hải Thần. Biển lớn mênh mông vô tận, sức mạnh thủy chiều có thể nghịch chuyển vòng luân hồi mặt trăng và mặt trời. Toàn bộ sức mạnh ngưng thủy vừa hay lại là khắc tinh trí mạng của sức mạnh hỏa diệm mà tộc thần Thái Dương sở hữu. Sau khi nữ thần tự nhiên và hải thần liên minh, việc tộc thần thái dương muốn tranh giành ngôi báu bỗng vấp phải cản trở khó khăn phía tộc thần quang minh cũng cùng chung số phận nữ thần phục thù thu phục gia tộc thái cổ nguyệt thần vốn đã xa sút trở thành vương triều bóng tối tối của mặt trăng nữ thần phục thù là một trong những người nắm giữ sức mạnh hỗn độn bản nguyên bóng tối hiếm có của thái cổ thần giới mà thần tính song song của thái cổ nguyệt thần cũng có một phần thuộc riêng sức mạnh hỗn độn bản nguyên bóng tối hai thần tộc hùng mạnh kết hợp đã mang lại mối đe dọa chưa từng có với tộc thần quang minh mỗi bên đều có đối thủ riêng khiến cuộc chiến tranh giành ngôi vị thái cổ thần vương rơi vào bế tắc đồng thời cũng mang lại cơ hội tranh giành cho các thần tộc khác noi theo nữ thần phục thù nữ thần băng tuyết cũng thu phục con dân tộc thái cổ phong thần xây dựng nên vương triều phong tuyết trở thành thế lực thứ năm tranh giành ngôi báu thần đại địa sao lại quyết định liên kết với các thần tộc tầm trung thành lập nên liên minh đại địa trở thành thế lực thứ sáu sao đại địa nghĩa là mặt đất thần thú lạp sao và mục thần kết liên minh trở thành thế lực thứ bảy Sao thú lạp nghĩa là săn bắt, kẻ mạnh bắt tay nhau, từ đó khống chế lẫn nhau. Chương 1144, thần chiến bắt đầu hai. Thái cổ thần giới phải chịu nhiều khó khăn thử thách mới có thể lựa chọn ra một vị thần vương, cuộc chiến trừ thần là đều không thể tránh khỏi. Đáng sợ hơn là, nếu như cuộc chiến tranh giành quá mức khốc liệt, đến lúc chọn ra thái cổ thần vương mới, thì thái cổ thần giới đã không còn đủ sức xây dựng lực lượng chống lại thiên đạo, đây mới là điều bi thảm nhất. Nghe trưởng lão năm tộc giới thiệu tình hình hiện giờ của Thái Cổ thần giới, Mộ Dung Nguyên Duệ trầm mặc suy nghĩ. Hai tộc Thái Cổ Nguyệt Thần và Thái Cổ Phong Thần từng là một trong những thần tộc mạnh nhất của Thái Cổ thần giới, chỉ vì chủ thần mất tích đã lâu, nên mới bị nữ thần phục thù và nữ thần băng tuyết thâu tóm, từ đó mất đi vinh quang danh dự thuộc riêng của gia tộc mình, trở thành thuộc cấp phục vụ gia tộc khác. Mà nguyên nhân không kẻ nào dám dò mó tới tộc Chiến Thần, chính vì bản thân tộc Chiến Thần đều là những cao thủ vô cùng lợi hại còn kế thừa ý chí bất bại của thái cổ chiến thần, nếu có mưu đồ thôn tính đất đai của bọn họ ắt sẽ phải trả cái giá đắt. Phía tộc thái cổ lôi thần và tộc thái cổ kiếm thần cũng giữ gìn được độc lập tự chủ. Dù bây giờ tộc lôi thần đã xa suốt trầm trọng, nhưng do thái cổ lôi thần là vị thần được sinh ra đầu tiên ở thái cổ thần giới, tất cả các thần đều được sinh ra do sự giao thoa giữa trời và đất sau khi lôi thần xuất hiện. Bất kỳ thần tộc nào có ý đồ thâu tóm tộc Thái Cổ Lôi Thần đều sẽ nhận sự chỉ trích thẩm tệ từ các vị thần khác. Vì thế tộc Thái Cổ Lôi Thần, mới có thể duy trì được nền độc lập tự chủ. Tất nhiên, vinh quang thuộc về bọn họ sớm đã không còn rồi. Còn về tộc Thái Cổ Kiếm Thần, lý do bọn họ vẫn còn giữ gìn được độc lập, bởi vì bọn họ sở hữu trận pháp phòng ngự kiên cố vững chắc, trận Thí Thần Thập Vạn Kiếm. Trận Thí Thần Thập Vạn Kiếm là một trong hai trận pháp mạnh nhất của Thái Cổ thần giới, cái còn lại là trận Tiên Thiên Ngũ Hành của Thái Cổ Chiến Thần. Gần đây tộc Chiến Thần có bị đe dọa gì không? Trầm mặc hồi lâu, Mộ Dung Nguyên dè hỏi, có thần đại địa đã dòm ngó đến thành anh hùng, liên quân lạp thần và mục thần vẫn luôn rình dập hồng thâu tóm chúng ta. Ngoài hai thế lực này ra, còn có một số thần tộc tầm trung muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, cướp lấy khí thức tiên thiên ngũ hành do tộc ta cai quản. Trưởng lão canh kim nói, kéo theo tình hình căng thẳng leo thang, tài nguyên chiến tranh của thành anh hùng tất nhiên cũng sẽ trở nên ngày càng cần thiết hơn. Tuy tộc chiến thần có tiềm lực sức mạnh đáng gờm, thế nhưng việc chủ thần mất tích khiến bọn họ không thể đối phó với các đợt tấn công quy mô lớn, vậy nên kẻ địch mới bất chấp mọi nguy hiểm mò đến đây gây rối. Tộc lôi thần và kiếm thần, một bên thì động vào sẽ bị chư thần chỉ trích, một bên có trận thí thần thập vạn kiếm. Quan trọng hơn, hai tộc này không có quá nhiều tài nguyên quý giá, không đáng để mạo hiểm. Tộc thái cổ chiến thần lại khác, không chỉ tàng trữ số lượng lớn giáp sắt vũ khí, nơi đây còn có khí thức tiên thiên ngũ hành dồi dào. Suốt ngàn năm qua, không rõ tộc chiến thần đã chứa bao nhiêu lượng khí thức tiên thiên ngũ hành, một phần được phong ấn trong giáp sắt và thần binh, Phần khác thì chứa trong pháp trận giam giữ ngũ hành. Thường nói vạn vật đều sinh ra ngũ hành, dù ở thái cổ thần giới thì tài nguyên khí tức tiên thiên ngũ hành cũng cực kỳ khan hiếm. Vừa có thể trực tiếp luyện hóa hoặc hấp thụ để nâng cao chiến lực, vừa có thể gia tăng sức mạnh của trận pháp. Cốt lõi sức mạnh của thái cổ thần giới nằm ở hỗn độn bản nguyên, nhưng đây chỉ có tác dụng đối với những thần minh đã đứng trên đỉnh cao, còn những thần tộc bình thường, khí tức tiên thiên ngũ hành mới là nguồn gốc sức mạnh của họ. Còn về tu hành đạo pháp, là hệ thống tu hành mà thiên đạo đã lập ra ở nhân gian không thích hợp dùng ở thái cổ thần giới thần tộc có lãnh địa gần chỗ chúng ta nhất là ai mộ dung nguyên dạy hỏi là tộc mục thần